друзья, всем привет! Chào tất cả các bạn. Xin chào toàn thể đội ngũ đông đảo và lớn mạnh của Siberian Awareness. Xin chào những người Siberia. Các bạn ơi, cuối cùng chúng ta cũng được bắt đầu chương trình truyền hình trực tiếp đầy mong đợi rồi. Chúng tôi Dmitry và Tatiana Gondina hôm nay là đại diện khu vực châu Âu và chúng tôi đang có mặt tại CSB. Dmitry, tại sao anh lại nói là chào người Siberia vậy? Thì với tất cả mọi người, Siberia đã trở thành một thương hiệu rồi. Với cả thế giới thì Siberia đã trở thành một thương hiệu. Và ngày nay, để trở thành người Siberia thì không cần thiết phải sống ở Siberia đâu. Hôm nay, những người theo dõi chương trình này của chúng ta đều có mặt ở nhiều nước trên khắp thế giới. Và người Siberia, như tôi đã nói, thì đó là một người có thể sống ở khắp mọi nơi. Đó là người có triết lý sống đúng đắn, lành mạnh, lối sống lành mạnh, triết lý kinh doanh lành mạnh và công việc kinh doanh lành mạnh của một người khỏe mạnh. Và hôm nay những con người như thế đang đứng gần ống kính rồi. Đúng là không thể nào không nhất trí với anh được. Vậy thì hôm nay chúng ta có những sự kiện gì đang chờ chúng ta nhỉ các bạn? Đó là 3 tiếng đồng hồ đầy hứng khởi và đầy những cảm xúc tích cực. Chắc hẳn là các bạn không biết chương trình sẽ có gì đâu, vì chúng tôi đã viết đi viết lại kịch bản đến tận phút cuối mà. Chúng ta sẽ có một khối vinh danh tuyệt vời với số lượng danh hiệu nhiều ngoài sức tưởng tượng. Tất nhiên là sau đó chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện quốc tế của các thủ lĩnh. Và không chỉ là những câu chuyện mà còn là những câu chuyện người thật, việc thật trong công việc của mọi người nữa. Để rồi sau đó chúng ta học hỏi và ứng dụng để đến cuối năm kinh doanh của chúng ta thì chúng ta sẽ có những kết quả tích cực của chính mình. Tiếp sau đó là phần tin tức công ty, một nguồn động lực tuyệt vời. Rồi đến cuối cùng là phần nhắn nhủ của ban lãnh đạo công ty. Vậy mọi người hãy sát cánh cùng chúng tôi nhé. Thế nào, ở CFB chúng tôi lên nóng lắm rồi. Tôi hy vọng là chỗ các bạn cũng thế. Chúng ta sẽ cùng làm người CB đây nào các bạn ơi. Chúng tôi xin truyền lại ngọn đuốc cho nước Nga nhé. Xin mời chị Marina. Xin chào, xin gửi tất cả mọi người lời chào từ CBD. Ở đây cũng nóng lắm. Cách đây 2 triệu giờ thôi thì vừa mới có cái giải chạy toàn nước Nga mới kết thúc. Và tôi cũng vừa mới chạy 10 km ở đó về. Và bây giờ tôi đang có mặt ở đây trong trường quay của các bạn rồi. Các bạn biết không, thật là cảm giác tuyệt vời khi mà nhờ có internet chúng ta có thể cách xa hàng nghìn km nhưng lại có thể rất gần nhau. Thậm chí có thể giơ tay ra là chạm được. Tôi mong chúng ta có thể cảm nhận về nhau như những con người gần gũi thân thương, cảm nhận được điểm chung của chúng ta. Bởi vậy cho nên tôi xin mời mọi người cùng tham gia tương tác sát cánh bên nhau. Các bạn hãy tìm trên tài khoản chính thức của chúng ta hình logo bông tuyết và hãy quay những câu chuyện, hãy đặt hashtag Together Siberian Wellness sát cánh bên nhau. Và sau đó chúng ta sẽ chọn ra những câu chuyện thú vị nhất, tuyệt vời nhất để đưa lên tài khoản chính thức của Siberian Wellness. Và bây giờ thì tôi xin truyền tiếp ngọn đuốc cho người dẫn chương trình thứ 3 của chúng ta là Giám đốc Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Giám đốc Phát triển Bán Giảng Azerbaijan. Xin mời anh Saji. Cảm ơn chị Marina. Các bạn ơi, xin chào tất cả mọi người. Tôi đang có mặt tại Baku. Như vậy là ở châu Âu thì nóng, ở Nga cũng nóng. Còn tôi ở Azerbaijan thì lại không được như vậy. Nhưng tôi cũng thấy nóng cả người lên vì những kết quả mà công ty đã đạt được. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chào đến toàn thể đội ngũ quốc tế của chúng ta có mặt tại sự kiện quốc tế ngày hôm nay, sự kiện sát cánh bên nhau. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện ngoài sức tưởng tượng. Tại sao tôi lại cảm thấy hào hứng? Đó là bởi vì các đội ngũ của chúng ta mùa xuân và mùa hè vừa qua đã chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng ta có vô số các danh hiệu mới, vô số các giải thưởng theo chương trình xe hơi, vô số các chương trình mới được đưa ra để giúp các thủ lĩnh của chúng ta phát triển nhanh hơn nữa. Tôi không muốn là các bạn nhàm chán hơn lâu hơn nữa đâu. Bây giờ tôi xin giới thiệu thêm 2 nước nữa. Đây là 2 nước mà tháng nào cũng đưa ra các kỷ lục mới. Trước tiên, xin mời các bạn hãy đến với đội ngũ Mông Cổ. Xin chào Mông Cổ, chào chị Evgenia Shabanova. Xin giới thiệu với các bạn Giám đốc Phát triển Bán Hàng của Siberian Wellness Mông Cổ, chị Evgenia Shabanova. Xin chào các bạn thân mến, đội ngũ Mông Cổ của chúng tôi rất vui mừng được gửi lời chào đến các bạn. Thật tuyệt khi ngày hôm nay chúng ta có thể sát cánh bên nhau dù cách xa nhau đến vạn dặm. Hôm nay chúng ta được sát cánh bên nhau để chúc mừng lẫn nhau về những thành tựu mới, những chiến thắng mới, những danh hiệu mới. Chúng ta sát cánh bên nhau. Cảm ơn chị Evgenia, cảm ơn team Mông Cổ. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang Việt Nam, ở một đất nước với những tiềm năng to lớn. Xin giới thiệu với các bạn Giám đốc phụ trách các đối tác chủ chốt, chị Hiền Cherry. Xin chào Việt Nam.
Xin chào Cyber Wellness từ Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi lời chào tới tất cả các quốc gia Cyber Wellness trong sự kiện online quốc tế lần này. Chúng tôi cũng rất mong đợi được lắng nghe những sự chia sẻ từ các quốc gia và chúng tôi thực sự rất vinh hạnh muốn được chia sẻ những câu chuyện thành công của mình trong thời gian vừa qua. Sát cánh bên nhau! Cyber Wellness! Thật tuyệt vời khi chúng tôi từ 5 nước khác nhau lại được cùng nhau dẫn chương trình sự kiện đặc biệt này. Và chúng tôi vừa nhận được một thông tin là tổng cộng có khoảng 17 nước đang kết nối với chúng ta và ngày càng có thêm các nước mới tham gia nữa đấy, các đối tác mới tham gia. Cyber Awareness, chúng ta hãy cùng chuyển sang phần tin tức nhé. Kể từ sự kiện trực tuyến gần nhất đến nay mới chỉ có 2 tháng thôi, nhưng chúng ta đã có bao nhiêu là tin mới. Với những người lần đầu tham dự sự kiện của chúng ta thì tôi xin giới thiệu ngắn gọn là nhà máy sản xuất của Cyber Awareness được nằm ở chính giữa Siberia. Đó là một tổ hợp sản xuất 6 tầng đồ sộ bề thế với những chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế. Để biết thêm chi tiết về tổ hợp sản xuất của công ty thì mọi người có thể xem đoạn clip ở trên kênh YouTube của Cyber Awareness. Trong đợt sóng Covid đầu tiên thì công ty đã gia tăng được hơn 60% các sản phẩm về miễn dịch, đó là các Immunobox, Vinobumin, các sản phẩm chống oxy hóa, bộ giải độc, Formula 3, kẽm hữu cơ. Nhà máy của chúng ta đã phải hoạt động ngày 2-3 ca để kịp cung ứng đủ hàng cho tất cả các đối tác và khách hàng ở tất cả các nước. Doanh số các sản phẩm thường được bán ra được tăng thêm cũng phải đến 30%. Và chúng ta có thể cung ứng đủ tất cả hàng cho những đối tác và khách hàng ở các nước. Và bây giờ chúng ta đang hồi hộp chờ các sản phẩm mới trong năm kinh doanh tiếp theo. Bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người về cái chương trình marathon đầy hứng khởi của Cyber Wellness. Từ mùng 1 tháng 5 đã có đến chương trình marathon như sau. Đó là chương trình khởi động lại hệ miễn dịch, khởi động lại hệ miễn dịch cho các bà mẹ, chương trình thanh lọc tổng thể, chương trình kiểm soát đường, thanh lọc chuyên nghiệp Detox Pro, Marathon sắc đẹp, Beauty Marathon. Vậy các cái chương trình đó thì hoạt động như thế nào? Để tôi giới thiệu với các bạn luôn nhé. Các bạn sẽ nhận được gì khi tham gia chương trình này hay dùng công cụ này để phục vụ cho công việc của mình? Để thực hiện chương trình Marathon của công ty, các bạn sẽ nhận được chương trình sản phẩm Cyber Awareness từ 50 điểm. Thêm được mô hình sử dụng do các chuyên gia đưa ra, nội dung chuyên nghiệp hàng ngày với các lời tư vấn giúp các bạn xóa mù về sức khỏe cùng các bài tập về nhà. Ngoài ra còn có thêm các động lực cho những người tham gia chương trình là các trò chơi có thưởng hàng tuần với các phần thưởng nhỏ nhỏ phục vụ cho lối sống lành mạnh và thể thao. Ngoài ra các bạn cũng có thể tổ chức các cái giải marathon cho các khách hàng của mình như sau. Các bạn gửi thông tin cho khách hàng qua các nhóm chat, các bạn đưa những người tham gia vào các nhóm chat và hỗ trợ các khách hàng của mình trong các nhóm chat đó. Các bạn nhớ duy trì bầu không khí thân thiện đoàn kết trong các nhóm đó nhé. Các bạn cứ thử tính mà xem. Tổng cộng chỉ cần 10 người tham gia thì cứ cho là mỗi người lấy một sản phẩm 50 điểm thôi. Vậy thì các bạn cũng đã có thêm 500 điểm rồi. Các chương trình marathon của Cyber Wellness là công cụ cần thiết và được ưa chuộng để trao đổi với các đối tác và các khách hàng mục tiêu. Đó là công nghệ hiệu quả để thu hút khách hàng tham gia các chương trình và là cách đơn giản mà hữu hiệu để chuyển đổi biến họ từ khách hàng trở thành đối tác của mình, thành tư vấn viên của mình. Các bạn hãy cân nhắc điều này nhé. Thế còn đến mùa thu thì có những chương trình gì đang chờ đón chúng ta? Để tôi giới thiệu với các bạn luôn nhé. Chúng ta sắp có một cái chương trình Marathon IQ, hãy luyện não trong 30 ngày. Chương trình này sẽ được khởi động vào ngày 1 tháng 9. Marathon chống lão hóa, hãy làm chủ thời gian, bắt đầu ngày 15 tháng 10. Loại bỏ ký sinh trùng, thanh lọc cơ thể từ bên trong, ngày 1 tháng 10. Tôi xin mời tất cả mọi người hãy cùng tham gia. Và cuối cùng là chương trình lá chắn mùa thu, củng cố lại hệ miễn dịch, khởi động ngày 15 tháng 9. Các bạn biết không, tôi nghĩ là tôi cần nghỉ một nhịp sau khi đưa ra một loạt thông tin dồn dập như vậy. Và tôi xin nhường sân khấu lại cho người bạn dẫn chương trình của mình là anh Saji. Cảm ơn chị Marina, cảm ơn vì những tin tức quá tuyệt vời của chị. Các bạn ơi, các bạn biết đều biết là ngành kinh doanh của chúng ta là ngành kinh doanh đầy trí tuệ. Công ty Cyber Wellness đã xây dựng một môi trường, một trường đào tạo kinh doanh bao gồm rất nhiều chương trình đào tạo để giúp mọi người ứng dụng trong công việc và để phát triển. Các bạn có thể ứng dụng vào công việc của mình. Chúng ta có thêm rất nhiều khóa học mới rất là bổ ích. Chúng ta cần phải biết rằng thời buổi bây giờ muốn làm tốt thì chúng ta phải là chuyên gia trong ngành của mình, bởi vì con đường đến trái tim của khách hàng trải qua những kiến thức chuyên sâu của các tư vấn viên. Vậy trường đào tạo kinh doanh của chúng ta có những gì? Trước hết là đó là khóa đào tạo của anh Yuri Gichev,
Product Expert và Product Marathon đã có trên 4 thứ tiếng là tiếng Nga, tiếng Serbi, tiếng Việt và tiếng Mông Cổ. Vậy nên ai muốn là có thể học qua những khóa đó. Ngoài ra chúng ta còn có các khóa khác như là thương hiệu riêng của chuyên gia hương liệu. Thực ra trước đó chúng ta đã có một khóa là chuyên gia về sản phẩm nước hoa, nhưng khóa này là phần tiếp nối của khóa trước. Tiếp theo là khóa chuyên gia về sản phẩm Enigma. Khóa này đã có bằng tiếng Nga và tiếng Serbi. Đến tháng 6 vừa qua thì đã có chương trình chuyên gia về sản phẩm ở Serbi rồi. Vậy nên các chuyên gia người Serbi có thể củng cố kiến thức của mình về Enigma. Các bạn cũng có thể tìm hiểu các khóa ngắn khác, ví dụ như là lý thuyết miễn dịch của quá trình lão hóa, viện hàn lâm thẩm mỹ tóm gọn, tập trung vào các chất dinh dưỡng siêu tự nhiên Siberia Health Hack, các loại trà thảo dược của Siberian Wellness, làn da sứ, cuộc sống bí mật của các axit béo omega 3 và tất nhiên là mọi thứ về thủy tước delphinium. Mọi người hãy tìm hiểu và học hỏi để củng cố thêm kiến thức và giúp công việc kinh doanh của mình thêm vững chắc nhé. Chúng ta phải biết rằng khi chúng ta củng cố kiến thức của mình thì chúng ta có thể tiến nhanh hơn đến mục tiêu của mình đấy. Vậy nên các bạn hãy chọn khóa học, khóa đào tạo mà các bạn cần để phát triển thêm kiến thức của mình. Tiếp theo sau đây tôi xin giới thiệu về khối dự án của công ty. Chắc hẳn các bạn cũng đều biết là Siberian Wellness là một công ty có tấm lòng rộng lớn. Chúng ta có một đội ngũ lớn mạnh, một công ty lớn mạnh. Trong thời kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid, ai cũng phải đối mặt với những gian nan khác nhau. Song chúng ta không chỉ không sợ hãi mà còn xích lại gần nhau hơn. Bởi vì công ty Siberian Wellness, cả công ty và cả các đối tác, các tư vấn viên đều đã đoàn kết lại với nhau thành một khối để hỗ trợ lẫn nhau. Tất nhiên, cũng không nên quên rằng công ty còn có các dự án sinh thái nữa. Và trong đó thì có cái quỹ gọi là quỹ thế giới quanh ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một đoạn video tổng kết tình hình những công việc tốt mà chúng ta đã thực hiện trong mùa xuân và mùa hè vừa qua nhé. Năm 2020, công ty Siberianness đã mở ra một dự án mới có tên gọi là Sự hỗ trợ Siberia, nhằm quan tâm chăm sóc đến những người đang chiến đấu với COVID-19, đó là các bác sĩ tại hơn 30 bệnh viện ở Nga và các nước khác. Là một đối tác của phong trào toàn Nga sát cánh bên nhau, Siberian Wellness đã hỗ trợ những người về hưu cô đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cô xe chở lòng tốt Siberian Wellness đã vượt qua biên giới và đã mang sự hỗ trợ đến những nơi mà người ta cần được sự hỗ trợ nhất. Trong vòng 3 tháng, chúng công ty đã trao tặng hơn 50.000 gói sản phẩm hỗ trợ miễn dịch và chống stress. Ngay cả thiên nhiên cũng cần được giúp đỡ. Vào những giây phút khó khăn thì quả thực không dễ để nhớ đến thiên nhiên. Song chúng ta là một công ty lớn và mạnh nên chúng ta vẫn có thể giúp đỡ được. Nhờ có các khoản đóng góp cá nhân mà quỹ của Siberian Wellness vẫn có thể thực hiện được các dự án thiện nguyện. Gần 1.500 tư vấn viên của Siberian Wellness đã và đang cùng nhau đóng góp cho quỹ sinh thái. Công ty xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm là các thủ lĩnh cấp cao và các đội ngũ, bởi vì mỗi kết quả mà công ty đạt được đều là một phần công sức to lớn của các bạn. Xin mời mọi người hãy cùng chung tay. Có một số việc tốt không thể nào thiếu được sự góp sức của cá nhân. Xin cảm ơn các tư vấn viên Moscow vì đã hỗ trợ bảo tồn loài chim cắt Balaban. Siberian Wellness xin cảm ơn tất cả những ai sẵn sàng hỗ trợ những người xung quanh ngay cả trong thời buổi khó khăn. Nếu như mọi người không dửng dưng, xin mời hãy tham gia khóa đào tạo trực tuyến EcoStep của chúng tôi và nhận về 10 thói quen sinh thái đơn giản. Các bạn hãy tự học, hãy mời bạn bè, người quen, các đối tác và các khách hàng của mình tham gia cuộc sống sinh thái. Xin mời tìm hiểu thêm trên trang web của Quỹ Từ Thiện Thế Giới Quanh Ta. Hãy xem, hãy suy ngẫm, hãy hành động. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần hấp dẫn nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là khối vinh danh. Và tôi muốn lưu ý các bạn rằng những gì chúng ta đang xem trên màn hình đây chỉ là kết quả của 2 tháng ngắn ngủi kể từ khi chương trình hoạt động mùa hè và khởi động lại vừa bắt đầu được triển khai. Chương trình Câu lạc bộ 1.000 vẫn tiếp tục hoạt động. Đây là chương trình khởi động từ đầu năm nay và các bạn có thể nhìn những con số này mà xem. Như chương trình Câu lạc bộ 1.000 thì đã có đến 6.825 người tham gia. Choáng thật đấy. Chương trình hoạt động mùa hè là một công cụ chỉ mới được triển khai 2 tháng nay, thế nhưng đã có đến 2.344 người tham gia. Chúng ta luôn tự hào về những người hùng của công ty, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ vinh danh những người đạt được danh hiệu mới.
Và như các bạn thấy trên màn hình đây thì số lượng người đó lên tới 2.315 người chỉ sau có 2 tháng hè. Và trong số đó thì có đến 328 người tham gia chương trình khởi động nhanh Quick Start. Quả thực là nếu như hôm nay chúng ta nói trước cả công ty Cyberness là có đến 2.315 danh hiệu mới lận thì có cũng khó hình dung thật. Tôi chỉ có thể hình dung là các bạn biết không, tôi vẫn còn đang sốc, vẫn còn đang choáng này, bởi vì tôi vừa nhận được thông tin này thôi và vẫn còn chưa hết choáng. Các bạn biết không, các bạn hãy cùng nhau cầm sẵn trên tay những chiếc điện thoại thông minh của mình, bởi vì bây giờ trên màn hình sẽ xuất hiện tên tuổi của những người đạt được danh hiệu mới. Đó có thể là họ tên của những người bạn, của chính bạn hay những tư vấn viên trong nhóm của bạn, nhiều lắm. Quan trọng nhất là phải kịp chụp lại những cái tên đó và đưa vào phần tin tức của mình. Như vậy thì hôm nay khắp cả Internet sẽ tràn ngập thông tin về thành công của CyberAwareness. Có đúng không ạ? Anh Mitri nói đúng đấy. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng để truyền lại tin tức tốt đẹp này qua các kênh đi, bởi vì chắc chắn tên của các bạn sẽ xuất hiện đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng hãy chuẩn bị để vỗ tay chúc mừng những người được vinh danh nhé. Bởi vì những người đó dù cách xa các bạn hàng nghìn km thì họ vẫn sẽ cảm nhận được tấm lòng của các bạn đấy. Bây giờ trên màn hình là một loạt các danh hiệu mới của công ty. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là đó chỉ là trong 2 tháng hè thôi đấy ạ. Tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Thế mà có ai đó lại nói là mùa hè thì có người nghỉ hơn nghỉ ngơi đấy. Công ty chúng ta sẵn sàng vinh danh những người chiến thắng. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng chúc mừng những người đạt danh hiệu BT5000. Vậy BT5000 là gì? Cá nhân tôi thì coi BT5000 là một danh hiệu cực kỳ quan trọng khi mà một người vừa mới bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh của mình. Bởi vì BT5000 đó là những người có doanh số ít nhất phải là 5.000 điểm. Đó có nghĩa là trong đội ngũ của họ phải có ít nhất 50 người sẵn sàng làm giống họ. Như vậy là để khởi động đúng không? Những người mới đến với CyberAwareness, danh hiệu BT5000 là một sự khởi đầu tốt đẹp đúng không nào? Đúng vậy. Thế những người có danh hiệu BT5000 sẽ kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Nếu như nói về phần châu Âu mà chúng ta đang phụ trách thì ở châu Âu một người có danh hiệu BT5000 thì có thu nhập tối thiểu là 600-700 euro. Xong nhiều nhà tư vấn họ còn có thêm nhiều khoản thưởng khác nữa thì thu nhập của họ còn cao hơn thế nữa. Không chỉ 600-700 đâu, còn nhiều hơn nữa. Như vậy nếu nói về mức thu nhập thêm thì BT5000 là một khoản không nhỏ đúng không? Vì ngay cả ở châu Âu thì cũng chẳng có ở đâu ra mà 600-700 euro từ trên đầu rơi xuống cho mình nhận đâu. Tất nhiên rồi, và khi chúng ta nói về danh hiệu BT5000 thì cần phải nói thêm một điều nữa. Đây là danh hiệu mở ra nhiều cơ hội khác. Bởi vì chẳng bao lâu nữa sẽ có một chương trình mới. Đó là chương trình du lịch. Trong năm kinh doanh tới thì chương trình này sẽ khác hoàn toàn. Có lẽ tạm thời thông tin này thì cũng chưa được phép tiết lộ đâu, để cho mọi người còn hồi hộp nữa mà. Để làm cho mọi người hồi hộp thì tôi có thể bổ sung thêm rằng là BT5000 là danh hiệu mà bắt đầu từ đó một tư vấn viên có thể tham gia chương trình du lịch của công ty. Đối với nhiều người thì đây là một điều quá tuyệt vời rồi. Và tôi hết sức mong mỏi được thấy các danh hiệu mới, các thông tin mới về các chuyến du lịch của CyberAwareness đấy. Tôi thích được đi du lịch lắm. Các bạn ơi, tôi không biết điều gì đang xảy ra nữa rồi. Tôi đã bảo là đêm qua chúng tôi đã viết đi viết lại kịch bản bao nhiêu lần rồi mà. Bởi vì ban đầu định bắt đầu khối vinh danh với danh hiệu BT2500 cơ. Nhưng mà khi ban tổ chức thấy BT5000 đã bao nhiêu rồi thì từ nãy đến giờ các bạn cũng thấy đấy là danh sách vẫn còn chưa chạy hết. Các bạn hiểu, tự hiểu rồi đấy nhỉ. Thì tại hôm nay vừa mới hết tháng 7 mà đang sang đầu tháng 8 mà. Nên danh hiệu cứ thế là cuồn cuộn tăng lên thôi. Điều đó có nghĩa là tập đoàn CyberAwareness đang phát triển rất mạnh ở khắp mọi nơi rồi. Khi nói đến danh hiệu BT5000 thì tôi cần phải nói thêm là ở cấp độ này, khi tư vấn viên của chúng ta đã nắm được các kỹ năng rồi, họ sẽ trở thành chuyên gia về các sản phẩm. Bởi vì nhiều người đến với công ty chúng ta là bởi vì sản phẩm của chúng ta quá độc đáo, quá chất lượng, quá được ưa chuộng trên thị trường. Mà quan trọng hơn cả là tính giá thành và chất lượng thì quá hợp lý. Khi mà một người đã nắm rõ được về sản phẩm của công ty, thường thì họ sẽ thích được giới thiệu với những người khác, chia sẻ với những người khác những thứ mà mình yêu thích. Và như vậy là họ sẽ tạo ra được một nhóm
rồi đội nhóm của họ sẽ làm thế giống họ, và thế là họ có được một nhóm 5.000 điểm với ít nhất 50 người như đã nói ở trên. Còn bây giờ chúng ta đã sẵn sàng chuyển sang những danh hiệu tiếp theo, đó là danh hiệu cao gấp đôi danh hiệu vừa rồi, đó là BT 10.000. Những người này là chuyên gia của chuyên gia rồi nhỉ? Tôi cũng nghĩ thế đấy. Thế nhưng mà khi các bạn theo dõi màn hình, các bạn sẽ thấy được những tên tuổi tại rất nhiều quốc gia khác nhau. Và như chị Marina nói vừa nãy thì chương trình hôm nay của chúng ta được truyền hình tại 17 nước khác nhau cơ mà. Tôi hy vọng là bây giờ con số này đã tăng thêm rồi. Tuy nhiên, khi nhắc đến danh hiệu BT 10.000 thì chúng ta phải có doanh số ít nhất là cao gấp đôi của BT 5.000. Mức thu nhập thì cũng cao hơn gấp đôi đúng không? Vì thế cho nên đây là người mà không chỉ có các khách hàng mà có lẽ họ đã có được một đội ngũ các đối tác chuyên nghiệp rồi. Những người CBD chuyên nghiệp trong đội ngũ của họ, của các bạn ấy. Nếu mà càng đông những người CBD chuyên nghiệp vậy thì thu nhập của các bạn càng nhiều hơn thôi. BT 10.000 là một danh hiệu đáng kể với mức thu nhập đáng kể đấy các bạn ạ. Tôi xin phải nói thật lần không mỏm chút nào đâu. Tôi xin lưu ý mọi người rằng khi thấy các bạn thấy tên tuổi của những người chiến thắng thì các bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều người tham gia và chiến thắng trong chương trình này, là tham gia và chiến thắng cái chương trình Quick Start. Điều đó có nghĩa là những người này không chỉ kiếm được tiền theo chương trình marketing BT 10.000 mà còn có được các cơ hội bên cạnh đó. Đó là các khoản thưởng mà công ty dành cho họ vì những kết quả tuyệt vời của họ. Tôi xin kể một câu chuyện bên lề là hôm qua tôi gặp gỡ một người quen trước sự kiện này. Và người đó hỏi tôi một câu là này: anh Mitri ơi, thế công ty của anh, những người bề đến họ có thu nhập như thế nào? Liệu những người mới tinh, mới vào, mới tham gia thôi, hè mới vào công ty thôi thì họ có thu nhập gì không? Vậy nên hôm nay khi nhận được cái thông tin về những người BT 10.000 mà lại được giải Quick Start này thì đúng là tôi thấy choáng quá đi mất. Bởi vì họ không chỉ được thu nhập từ BT 10.000 mà còn được thưởng thêm vì khởi động nhanh nữa mà. Nếu ở Nga mà ai được thưởng Quick Start thì sẽ được thêm 40.000 rúp. Còn nếu ở châu Âu thì đó sẽ là ít nhất là 800 euro đấy. Thế nên đây là khoản thưởng quá ổn rồi nhỉ. Và tôi xin nói thêm đôi lời về danh hiệu BT 10.000 này. Khi mà một người rất thích sản phẩm, họ tự mình sử dụng và còn giới thiệu với những người khác nữa để họ cũng làm giống mình. Đây là kiểu marketing giới thiệu, reference marketing mà. Làm thế nào để có thêm 10 người nữa cũng làm giống mình là được. BT 10.000 đó là khi mình và 10 người nữa cũng làm giống mình thế thôi. Đơn giản mà. Tức là bản thân mình học được cách giới thiệu, cách làm reference marketing, sau đó lại dạy cho 10 người nữa cũng làm như thế đúng không? Như vậy là đã được danh hiệu BT 10.000 rồi. Thế còn nếu như mà còn tham gia chương trình khởi động nhanh Quick Start nữa thì lại càng được công ty thưởng thêm. Thế thì liệu có thể tính là họ chỉ có làm thêm ở Siberian Wellness hay không? Hay là họ đã làm chính thức rồi, đã làm chuyên nghiệp rồi? Với kinh nghiệm của tôi thì những người có danh hiệu BT 10.000 thì đã chắc một chân trong ngành rồi đấy. Mọi người nhìn mà xem, có biết bao nhiêu người chiến thắng kìa. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều kịp ghi những khoảnh khắc này lại, bởi vì đó chính là lịch sử. Lịch sử mà chúng ta cùng viết đến ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc mừng tất cả những ai có mặt tại danh sách vinh danh trên. Tôi hy vọng là ở cương vị người dẫn đầu hay đối tác của những người này thì những người khác cũng kịp chụp lại và chia sẻ với họ niềm vui này. Còn bây giờ chúng ta chuyển theo danh hiệu tiếp theo nhé. Nhiệt độ ngày càng gia tăng nhỉ. Chúng ta sẽ chuyển theo sang danh hiệu hiệu quả nhất. Trước hết phải nói là danh hiệu tư vấn viên chuyên nghiệp, đó là một chuyên gia trong ngành đa cấp rồi. Có lẽ là chúng ta nên giới thiệu qua xem danh hiệu này cần phải đạt những điều kiện gì nhé. Rồi là danh hiệu này có những ưu đãi gì nữa. Trước tiên chắc là phải nói rằng đây là danh hiệu vàng, bởi vì từ danh hiệu này trở lên thì tư vấn viên bắt đầu được nhận những chiếc huy hiệu bằng vàng, bằng vàng thật để thêm vào bộ sưu tập cá nhân của mình. Thế chiếc huy hiệu vàng nó nặng thế nào? Không biết là nó nặng bao nhiêu nhỉ? Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì có lẽ là 8 gram vàng. Thế nhưng có lẽ bây giờ mọi người cũng sẽ đang chat và thông báo trên nhóm chat rồi đấy. Mọi người cứ thử viết vào nhóm chat xem chiếc huy hiệu vàng của tư vấn viên chuyên nghiệp này có bao nhiêu gram vàng ròng nhé. Có lẽ chúng ta sẽ nói thêm vài lời về những người mới tham gia hôm nay để họ biết được danh hiệu này mở ra cho mọi người những cơ hội như thế nào nhé. Rồi là những khoản thưởng thêm nào nữa chứ. Trước tiên,
tư vấn viên chuyên nghiệp là người có doanh số trên 20.000 điểm. Như vậy thì thu nhập của người đó sẽ cao hơn 1.000 euro, cao hơn đáng kể đấy. Và bây giờ chúng ta đang chờ danh sách những người đó. Tôi nghĩ là để xem tập đoàn Siberian Wellness có bao nhiêu người chuyên nghiệp nhé. Tôi nghĩ rằng một trong những ưu điểm hay nhất của danh hiệu tư vấn viên chuyên nghiệp ấy, đó là cơ hội được tham gia dự án xe hơi của công ty. Đúng vậy, tôi có thể nói rằng hôm nay có những câu chuyện cực kỳ hấp dẫn đang chờ đón chúng ta, cả những câu chuyện ở Serbi của chúng ta nữa, bởi vì chương trình xe hơi cùng các phần thưởng xe hơi đó là giải thưởng tuyệt cú mèo. Và chúng ta hãy cùng nhau ra lại một lượt các điểm chính của dự án này nhé. Những người tham gia dự án xe hơi phải từ cấp tư vấn viên chuyên nghiệp trở lên. Họ có được một trong những ưu thế lớn, đó là phần bonus thêm bên ngoài thu nhập hàng tháng. Họ không bị trừ mà được thêm tiền vào đó. Họ đã được trả thêm vào cái séc chính. Thế còn nếu nói về các khoản bonus thì mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Con số sẽ khủng lắm đấy. Chuẩn bị tinh thần nhé, đừng bị choáng quá nhé. Ngoài ra, danh hiệu Quick Start là khi mà ai đó làm nhanh hơn những người khác một chút. Ở châu Âu thì khoản bonus cho Quick Start là hơn 2.000 euro đấy. Đó là một khoản thưởng quá khủng bên cạnh khoản thu nhập chính rồi nào. Danh hiệu tư vấn viên chuyên nghiệp là gì? Đó là khi đội ngũ của bạn có ít nhất 200 thành viên tích cực. Đó không chỉ là đội ngũ mà là một đội ngũ chuyên nghiệp quá rồi chứ. Đó là một đội ngũ mà ta có thể khiến hành động của mình được lặp lại một cách tối đa. Thế những người ở cấp độ này có thể được coi là dân chuyên nghiệp trong ngành đa cấp chứ vậy? Tất nhiên rồi, đây chính là những người mà đã dấn thân đến 100% vào ngành rồi còn gì. Xin chúc mừng các tư vấn viên chuyên nghiệp của Siberian Wellness nhé. Chúng tôi xin chúc các bạn sớm bước lên cấp độ tiếp theo, đó là thủ lĩnh. Và đây cũng là danh hiệu mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người bây giờ đây. Chúng ta tiếp tục với danh hiệu thủ lĩnh. Đây là danh hiệu cao cấp hơn cả danh hiệu chuyên nghiệp. Tại sao? Tại vì đây là một huấn luyện viên chuyên đi huấn luyện những người khác để cũng trở thành huấn luyện viên. Tôi xin nói thật với mọi người chứ, trong kinh doanh làm theo người khác là một chuyện mà làm theo thủ lĩnh lại khác hẳn. Vậy danh hiệu thủ lĩnh thì có gì đang nói? Đó là người mà trong hệ thống của họ, nếu bắt chước được, nếu làm theo được thì chính là thành công được như nguyên mẫu, và phần thưởng là rất nhiều tiền, thu nhập rất cao. Bởi vì vậy cho nên là họ, những người thủ lĩnh, họ là những người khổng lồ thực thụ. Các bạn đang thấy trên màn hình những thủ lĩnh của các nước khác nhau. Và đúng như anh Dmitry nói, đây là những người đang huấn luyện những người khác để trở thành thủ lĩnh như mình. Đang kinh ngạc. Nào là Kazakhstan, Uzbekistan, Nga, Việt Nam, Mông Cổ. Tôi nghĩ rằng tất cả các nước mà hôm nay chúng ta giới thiệu trong chương trình trực tuyến này đều có đại diện được lên hình ở đây. Tôi xin chân thành chúc mừng mọi người vì thủ lĩnh là một người đã thành công được như người đỡ đầu của mình, có được nhiều tiền, có được thu nhập cao giống họ. Phải nói thêm là đúng là rất là giỏi, thủ lĩnh đúng là đỉnh. Phải nói thêm là ở cấp độ này thì đã có những cơ hội mới nữa. Cơ hội mới nhiều lắm. Đã thêm cơ hội nữa à? Cơ hội gì vậy? Đúng vậy, chúng ta chuyển sang danh hiệu tiếp theo, đó là thủ lĩnh cao cấp. Có lẽ cả bầu không khí chung của công ty đang dần nóng lên rồi đấy. Tất cả mọi người hãy sẵn sàng máy ảnh, điện thoại trên tay để chụp hình nhé. Chụp hình, quay phim, livestream để lan tỏa không thông tin về những người hùng này nào. Tất cả là 18 người đấy. 18 người từ 6 quốc gia. Trong lúc mọi người ghi dấu khoảnh khắc đáng nhớ này, thì chúng tôi xin phép giới thiệu với mọi người thành tựu của những người hùng này nhé. Lát nữa các bạn sẽ được nghe những câu chuyện thú vị từ những con người đặc biệt này. Nhưng điểm quan trọng nhất cần nhắc tới đó là doanh số của họ hàng tháng phải không dưới 100.000 điểm. Dưới họ phải có ít nhất 3 nhánh tư vấn viên chuyên nghiệp, hoặc là nói theo ngôn ngữ của chúng ta đó là 3 chiếc xe hơi ở hàng thứ nhất, đúng không nhỉ? Đúng vậy, 3 người tham gia chương trình xe hơi. Tôi cũng phải nói thêm là các thủ lĩnh cao cấp sẽ được phần thưởng thêm trị giá 10.000 euro
theo chương trình nhà ở. Danh hiệu trước thì có dự án xe hơi. Danh hiệu này thì được chương trình nhà ở. Không biết là danh hiệu tiếp theo sẽ có gì nữa nhỉ? Tôi biết là các tư vấn viên đều biết là ở Siberian Wellness các mức bonus thì như nào rồi. Song những người mới mà có lẽ đang theo dõi chúng ta lần đầu tiên thì có lẽ là họ cũng không thể tin vào mắt mình nổi nữa, bởi vì là có thể kiếm được những khoản thu nhập như vậy, không thể nghĩ được là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, hay là có một công ty sẵn sàng chi những khoản hào phóng như vậy cho các đối tác của mình. Thật là khó tin. Tôi cần nói thêm rằng khi mọi người đã đạt được danh hiệu cao cấp như vậy, cụ thể là như danh hiệu thủ lĩnh cao cấp này này, thì trong tổ chức của họ có những người đã bắt đầu và đang có được những mức thu nhập rất khủng rồi. Thế nhưng chương trình vinh danh của chúng ta đến đây vẫn chưa kết thúc đâu nha. Chúng ta vẫn còn những nhà vô địch nữa đấy. Đó là các thủ lĩnh quốc gia. Chúng tôi xin chúc mừng những người đã bước được lên nấc thủ lĩnh quốc gia. Đây là cấp độ mà doanh số ít nhất phải là 200.000 điểm. Ít nhất 200.000 điểm. Với ít nhất 5 nhánh tư vấn viên chuyên nghiệp bên dưới. Hay nói cách khác là 5 chiếc xe hơi ở hàng thứ nhất. Đây là mức thu nhập đã vượt qua được 6.000, 7.000 euro ở châu Âu rồi. Nhưng quan trọng hơn cả là khi họ làm tốt được công việc của mình, họ còn được thưởng thêm 50.000 đô la nữa đấy. 50.000 đô la. Rất ấn tượng phải không? Mọi người ơi, chúng ta hãy gửi lời chào đến Việt Nam. Xin chúc mừng anh Tấn với chị Mai. Còn bây giờ, chúng tôi xin đưa các bạn đến sang Kazakhstan để chúc mừng chị Izim Kun. Xin chân thành chúc mừng chị. Đấy, thực sự là những người đã được tự do về mặt tài chính rồi. Chúng ta vẫn còn một thủ lĩnh quốc gia nữa ở Kazakhstan đó, đó là chị Mayra Seydalieva. Chúc mừng chị Mayra. Tháng này Kazakhstan có thành quả tốt quá. Bây giờ chúng ta lại quay về Mông Cổ nhé, quay về châu Á để chúc mừng cặp đôi Bonduanga Simdamba và Sankhit Bogizon Khuder Samrai. Xin chúc mừng chiến thắng của anh chị. Tiếp theo là nước Nga. Nước Nga thân yêu của chúng ta. Xin chúc mừng chị Nina Sychova. Xin chúc mừng mọi người từ đáy lòng của mình. Và bây giờ chúng ta lại sang châu Âu, sang Đức, nơi lần đầu tiên có được một thủ lĩnh quốc gia. Đó là chị Tatiana và anh Arthur Glassman. Xin chào chị Tatiana, xin chào anh Arthur, xin chào nước Đức. Xin chúc mừng. Thế nhưng chương trình vinh danh của chúng ta vẫn nay vẫn chưa hết đâu, bởi vì chúng ta vẫn còn những danh hiệu cao hơn nữa. Đó là danh hiệu thủ lĩnh vàng quốc gia. Đúng là choáng quá đi mất. Những người còn những người khác chắc cũng choáng như tôi nhỉ. Thế tại sao lại choáng? Bởi vì cấp độ này đó là phải đạt được doanh số 300.000 điểm, 8 nhánh chuyên nghiệp bên dưới. Đó là phần thưởng từ công ty cũng khủng không kém, 75.000 đô la. Và chúng tôi xin chúc mừng người có mặt trên màn hình đây, ông Phạm Hữu Minh đến từ Việt Nam. Xin gửi lời chào đến ông Minh, lời chào nồng nhiệt. Chúng tôi có vinh dự được biết ông Minh từ nhiều năm nay rồi. Xin gửi lời chào thân ái đến ông Minh từ Serbia. Ông là người giỏi nhất đấy. Và tất nhiên là cả Nga đã rồi. Chúng tôi vô cùng tự hào về cặp đôi người Nga đạt danh hiệu thủ lĩnh vàng quốc gia, chị Inna và anh Evgeny Ilin. Xin chúc mừng anh chị. Chúng tôi mỏi mắt mong chờ đến lúc anh chị được nhận khoản bonus đấy nha. Hào hức lắm đấy. 75.000 đô la cơ mà. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là danh hiệu cuối đâu. Chúng ta còn có cả thủ lĩnh kim cương quốc gia nữa cơ. Còn danh hiệu cao hơn nữa đấy. Nóng quá rồi, cho phép tôi cởi bớt cái áo vest này ra nhé. Nóng quá. Thủ lĩnh kim cương quốc gia là sao nhỉ? 12 nhánh chuyên nghiệp, doanh số trên 400.000 điểm. Bonus của công ty ngoài khoản thu nhập chính mà người đó kiếm ra được, bonus thôi nhá, đó là 125.000 đô la. Và Việt Nam đã có được một thủ lĩnh kim cương, đó là anh Trương Huy Cường và chị Trần Thị Kim Dung. Xin chúc mừng anh chị với chiến thắng vang dội này. Quả thực là trong bối cảnh thế giới đang phải vật vã vượt qua khó khăn, nhiều người còn đang chơi chật vật lộn với hoàn cảnh, mà chúng ta lại có được những kết quả tuyệt vời như vậy chỉ trong có 2 tháng là tháng 6 và tháng 7. Bao nhiêu là danh hiệu ngôi sao, nó là thủ lĩnh cao cấp, thủ lĩnh quốc gia, các thủ lĩnh vàng, thủ lĩnh kim cương quốc gia. Bao nhiêu là BT
5.000 và BT 10.000, thật là khó tin. Vậy thì có khi mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao mà một số người lại làm được mà một số người khác lại không làm được? Vậy bí quyết ở đây là gì? Có chắc là do động lực đúng không nhỉ? Không biết bí quyết là gì, mình thử tìm hiểu nhé. Nếu mọi người biết trong kinh doanh đa cấp thì động lực lớn nhất là gì đấy? Đó là gì vậy? Cá nhân tôi thì thấy là khi mà mình đang mày mò, làm mãi không được, xong lại có một người khác đứng ra chia sẻ câu chuyện người thật, việc thật của họ, rằng là họ muốn cũng là một người bình thường như mình thôi, sau đó thì họ lại làm được. Mình thì đang đau đầu, không hiểu tại sao làm thế nào để tăng đội ngũ của mình. Thế thì mình lại nghe được câu chuyện như vậy, thấy được là họ làm được như thế, họ cũng là người bình thường như mình, sau đó thì lại làm được. Họ cứ thế đi lên trên những cái nấc thang sự nghiệp, họ nhận được các cái phần thưởng và họ chia sẻ những gì họ làm, thì đó quả thực là một động lực to lớn. Và có lẽ là cũng nhiều người khác cũng chung suy nghĩ với tôi như vậy. Đúng vậy, bởi vì khi chúng ta thấy những người khác làm được thì có nghĩa là chúng ta có thể học hỏi của họ, làm theo phương pháp của họ và ứng dụng vào công việc của mình. Và khi đó tôi sẽ làm được như vậy. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin mời các bạn sang đất nước Bulgaria đầy nắng, bởi vì đất nước này mới có một tư vấn viên chuyên nghiệp. Tôi xin giới thiệu với các bạn cặp đôi gia đình Nina và Christo Dimov. Trước đây, hai vợ chồng này đến với công ty vì họ thích sản phẩm. Khi họ đã đạt được kết quả tuyệt vời trên cả mong đợi, thì họ đã phấn khởi chia sẻ với những người khác. Và bằng cách đó thì họ đã tạo được cho mình một mạng lưới khách hàng, rồi sau đó là mạng lưới tư vấn viên. Và một năm trước đây, chúng tôi được làm quen với họ nhân dịp kỷ niệm 5 năm tại Siberia, tại Serbia. Và khi đó họ đã đưa ra quyết định phát triển công việc kinh doanh này một cách nghiêm túc. Và ngày hôm nay chúng tôi được đứng đây chúc mừng họ với danh hiệu tư vấn viên chuyên nghiệp của Bulgaria. Chị Nina Christo xin mời anh chị có đôi lời phát biểu. Xin chào các bạn đồng nghiệp, chúng tôi là Nina và Christo Dimov. Đây là cơ hội để chúng tôi được ở bên đại gia đình của mình, đại gia đình Siberian Wellness, để cùng nhau vạch ra cái kế hoạch của chúng ta và cùng nhau đạt các mục tiêu, cùng nhau tiến về một hướng. Một khi chúng ta đã cùng đi về một hướng thì chúng ta cần nhau và chúng ta có thể làm việc hiệu quả cùng với nhau. Công ty Siberian Wellness của chúng ta có một giá trị nữa, đó là đội ngũ linh hoạt. Ngay từ giai đoạn đầu của đại dịch thì công ty đã cho chúng tôi cơ hội được đào tạo trực tuyến, và chúng tôi đã ngay lập tức đã tham gia những cái chương trình đó. Tất cả những công cụ mà công ty đưa ra thì chúng tôi đều đưa vào ứng dụng luôn. Và điều quan trọng đối với chúng tôi đó là chúng tôi có thể phát triển kinh doanh không chỉ ngoại tuyến mà còn cả trực tuyến nữa. Chúng tôi có thể làm việc với các khách hàng tích cực trên công cụ online, và doanh số của chúng tôi ngày một cao hơn, thu nhập của chúng tôi cao gấp mấy lần thu nhập trung bình ở Bulgaria. Đội ngũ của chúng tôi sử dụng tất cả các kế hoạch kinh doanh mà có khả năng giúp cho công việc của chúng tôi. Chúng tôi tập trung chủ yếu vào các chương trình mới ra, như là hoạt động mùa hè, câu lạc bộ 1.000, các chương trình mang lại các khoản bonus thêm. Và mỗi một đối tác đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi làm việc với các đối tác quan trọng qua các công cụ online, và điều đó nhanh chóng mang lại kết quả tài chính cho chúng tôi, và chúng tôi luôn giúp chúng tôi vươn lên. Tất cả các chương trình của công ty cũng giúp chúng tôi phát triển. Phần lớn các khách hàng tích cực của chúng tôi đều đã trở thành tư vấn viên. Còn các tư vấn viên đã đăng ký từ những năm trước thì họ rất tin tưởng vào chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi dự định cùng nhau đạt các kết quả và giành các chiến thắng mới. Vì chúng tôi là một đội, với chúng tôi mỗi khách hàng đều quan trọng như nhau. Chúng tôi mong muốn các khách hàng của mình, các đối tác của mình đều có doanh thu ngày một cao hơn và đạt được các danh hiệu mà họ mong muốn. Vậy nên đến năm kỷ niệm sắp tới của Siberian Wellness thì chúng tôi có những kế hoạch như sau. Chúng tôi đang chuẩn bị tham gia chương trình xe hơi và muốn trở thành thủ lĩnh, thậm chí là thủ lĩnh cao cấp. Và chúng tôi cũng muốn được lên sân khấu cùng ba đối tác cao cấp có danh hiệu cao nữa của Bulgaria. Vậy thì chúng tôi xin chúc các bạn đồng nghiệp đạt được các kế hoạch đề ra và thu được kết quả như mong đợi. Chúc mọi người đạt được các danh hiệu mới và giành được chiến thắng.
Chúng ta lại quay trở lại Sebi rồi, và bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn và giới thiệu cho các bạn một câu chuyện của một chàng trai đặc biệt, người sinh sống ở Sebi. Và các bạn hình dung xem anh ấy bắt đầu công việc xây dựng công việc kinh doanh của mình tại một thành phố nho nhỏ chỉ có 1.500 người dân. Thế nhưng ngày nay anh ấy đã làm cho tất cả mọi người phát cuồng lên vì những kết quả của mình và các cái kết quả phần thưởng xe hơi của anh ấy. Các bạn có thể tưởng tượng xem người đó có thể kiếm được 7.500 euro mỗi tháng chỉ là riêng khoản thưởng xe hơi mà thôi, chưa tính đến tiền thu nhập hàng tháng. Anh ấy là Ivan Milosevic, và tôi xin mời anh ấy đến tham gia của chúng ta. Và tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất: Ivan, làm thế nào mà anh có thể làm được điều đó? Hãy chia sẻ với chúng tôi, chia sẻ với tất cả mọi người về những thành công của mình. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Ivan, tôi là người Serbi. Tôi xin giới thiệu với các bạn câu chuyện của tôi để các bạn có thể hình dung ra được là dù là các bạn là ai, ở đâu, cũng luôn luôn có thể đạt được những kết quả rất là tuyệt vời với Siberian Venus. Tôi đã chứng minh điều này trên cái câu chuyện của chính mình. Các bạn có thể thấy là ban đầu tôi làm việc ở mỏ, tôi chỉ có kiếm được 150 euro một tháng, và tôi đã cố gắng để tăng cái mức lương này lên, và sau đó tôi phải đi làm thợ ảnh để kiếm sống. Sau đó tôi đến Saint Petersburg, tôi đã thấy được những cơ hội tuyệt vời với Siberian Venus, và tôi đã quyết định là sẽ làm công việc kinh doanh này. Một điều quan trọng mà chúng ta cần phải nắm được đó là đưa ra quyết định là đầu tư một cách nghiêm túc vào công việc kinh doanh này, và công việc đó sẽ mang lại sự thay đổi cho đời sống của mình. Siberian Venus mang lại cho chúng ta cái cơ hội đó. Tôi có thể, các bạn có thể nhìn thấy những cái chuyến đi mà tôi đã được công ty tặng vì là phần thưởng, và tôi đi cùng các bạn của mình. Chúng tôi có tất cả 5 chuyến đi miễn phí cùng với những người bạn của tôi, những người cùng nhóm của tôi. Trước đây thì chúng tôi không có điều kiện đi du lịch vậy, nhưng bây giờ tôi đã có thể đi du lịch miễn phí. Và tháng 3 vừa rồi tôi đã đạt được mức thưởng xe hơi cao nhất 7.550 euro. Đó là một cái mức thưởng rất là đáng kể, và các bạn có thể đi theo con đường của tôi. Trên những cái slide này tôi có thể giới thiệu với các bạn cái công nghệ mà tôi đã sử dụng để đạt được những kết quả như vậy. Ban đầu, ngay từ ban đầu, chúng tôi sử dụng công nghệ Internet. Tôi chủ yếu làm việc qua những cái mạng xã hội. Và nếu như các bạn chọn một cái mạng xã hội thì các bạn có thể trao đổi cùng các đối tác của mình và tìm kiếm những khách hàng mới qua mạng xã hội. Và các bạn có thể có được rất là nhiều khách hàng mới qua những người bạn trên mạng xã hội, và các bạn có thể biến họ thành các đối tác của mình và xây dựng công việc kinh doanh của mình trên mạng xã hội. Đội ngũ của chúng tôi kiếm được 40.000 điểm mỗi tháng, và có hơn 3 đối tác của tôi kiếm được hơn 3.000 euro một tháng, còn với trung bình thì là họ kiếm được khoảng độ gấp 3 lần mức lương tháng trung bình ở Serbia. Chúng tôi có khách hàng ở các nước khác nhau và họ cũng trở thành đối tác của chúng tôi. Chúng tôi trao đổi với nhau trong những nhóm chat, và chúng tôi có những cái chương trình đào tạo dành cho tất cả mọi lứa tuổi, dành cho người mới, và họ được kết nối vào với công việc kinh doanh này một cách rất là chất lượng. Chúng tôi có những cái chương trình dành cho người mới để hướng dẫn họ xem là mỗi ngày phải gọi bao nhiêu cuộc gọi, hay là nhắn bao nhiêu tin nhắn, phải quay video như thế nào để giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu về công việc kinh doanh. Và ngoài ra thì tôi cũng còn đào tạo từng tư vấn viên theo cách riêng, và sau đó thì tôi hỗ trợ họ để xem họ có hợp với công việc này không, và tôi sẽ đầu tư tiếp để hỗ trợ thêm cho họ. Và các bạn cần phải dự cái sự kiện online đến cuối để lắng nghe các câu chuyện, và các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Và tôi hy vọng sẽ được gặp các bạn trên các sự kiện khác. Xin cảm ơn anh Ivan. Tôi có thể nói là khi tôi nghe những câu chuyện về phần thưởng xe hơi như vậy, và những chiếc xe hơi mà mọi người nhận được, ví dụ như xe BMW chẳng hạn, thì thật là tuyệt vời. BMW thì đúng là những chiếc xe rất là tuyệt vời, phù hợp với những người đàn ông Serbia. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang Đức, sang cái phần giữa Trung Âm, châu Âu, nơi mà chúng ta lần đầu tiên mở được danh hiệu tự thủ lĩnh quốc gia ở Đức, đó chính là gia đình chị Tatiana và anh Arthur Glassman.
Tôi không thể hình dung nổi khi mà một người có được một cái địa vị xã hội nhất định vị khá là cao. Ví dụ như chị Tatiana, trước đây chị đã từng là giám đốc của một chi nhánh lớn ở Douglas. Đấy là một cái vị trí rất là cao, thu nhập cao. Tôi nghĩ rằng là với các mức cái nước của châu Âu thì là bà chị sống rất là thoải mái rồi. Thế nhưng chị vẫn tiếp tục quyết định là tham gia vào cái ngành kinh doanh đa cấp. Và chúng ta hãy cùng nghe xem là chị chia sẻ câu chuyện của mình, xem là tại sao chị lại chuyển. Tôi có thể nói là cái đôi cặp đôi này lần đầu tiên mở ra được danh hiệu thủ lĩnh cao cấp, và họ cũng là người đầu tiên mở ra danh hiệu thủ lĩnh quốc gia, và đó thật là điều đáng ngạc nhiên. Đó là những cái khoản thưởng rất là cao, và thật là chúng ta hãy lắng nghe chị Tatiana xem chị đã chia sẻ xem là chị đã làm việc thế nào để đạt được những kết quả như vậy. Xin mời chị Tatiana. Xin chào tất cả mọi người. Thực ra đây là một cái danh hiệu mà chúng tôi chờ đợi rất là lâu, và cả đội ngũ của chúng tôi chờ đợi rất là lâu rồi. Những cái đồng nghiệp của tôi cũng chờ đợi rất lâu. Và tôi, từ hôm qua thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều lời chúc mừng từ tất cả mọi người. Và với tôi ngày hôm nay làm nào để không bật khóc lên, bởi vì tôi nghĩ rằng là công việc kinh doanh này của chúng ta có một cái đặc điểm, đó là khi mà chúng ta làm một công việc thì công việc này chúng ta sẽ làm với toàn bộ tấm lòng của mình. Và trước hết là tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ đội ngũ của tôi, đó là không chỉ là những tư vấn viên mà là những người khách hàng, bởi vì họ đã dùng đồng tiền của mình khi mà họ lựa chọn mua hàng của chúng tôi, thì đó là họ đã ủng hộ chúng tôi rất là nhiều. Doanh số thì nó là một phần thôi, nhưng mà cái việc mà các bạn mua của chúng tôi thì đấy là một điều ủng hộ rất là tuyệt vời. Câu chuyện của tôi có lẽ là cũng khác những câu chuyện của nhiều người. Thế nhưng mà đội ngũ của chúng tôi, đội ngũ ở châu Âu thì nó cũng rất là khác những đội ngũ khác. Bởi vì tôi phát triển công việc kinh doanh ở nhiều nước khác nhau. Và đội ngũ ở Đức thì họ có ý thức hơn rất là nhiều. Những người Đức khi họ đến làm với công việc kinh doanh, họ đã hiểu là họ cần gì, họ muốn gì. Ở châu Âu thì người tiêu dùng họ được bảo vệ rất là tốt về mặt xã hội, và mọi người cũng được bảo vệ rất là nhiều và được có nhiều khoản trợ cấp xã hội. Cho nên là khi mà có dịch thì họ cũng không khó khăn, và họ được hỗ trợ những khoản hỗ trợ xã hội rất là tốt. Tôi trước đây đã từng làm ở Douglas làm giám đốc, thì tôi nghĩ là tôi không cần thiết phải làm những cái công việc đấy, bởi vì tôi vẫn có điều kiện đi du lịch, chúng tôi có xe hơi, chúng tôi có nhà rồi, không cần thiết phải vất vả gì nữa. Thế nhưng mà đến một thời điểm mà tôi đã hiểu ra rằng là ngoài những cái phần thưởng vật chất thì còn có nhiều phần thưởng khác. Chúng tôi muốn được tự do về tài chính, tôi muốn có nhiều thời gian cho gia đình hơn, cho các cháu của mình hơn. Còn khi làm giám đốc thì tôi bắt buộc phải làm việc theo thời khóa biểu, theo cái giờ từ 8 giờ sáng, từ 9 giờ sáng đến 8, 6 giờ tối chẳng hạn. Tôi không có thời gian để đi chơi đâu, để thăm thú cái gì cả. Vậy nên tôi đã tìm kiếm một cái cơ hội khác. Và may quá là tôi đã gặp được Cyber Awareness, và xin cảm ơn người đỡ đầu của tôi, và đó cũng là chị gái của tôi. Và tôi cũng rất cảm ơn chị gái của mình vì đã chọn được công ty phù hợp, công ty đúng đắn. Với tôi thì đây là công ty đa cấp đầu tiên, và cũng là công ty đa cấp đúng luôn, không cần phải thay đổi. Đấy, khi mà tôi là thấy được chị Tatiana và anh Yuri, tôi đã hiểu là đây là một công ty tuyệt vời và tôi muốn làm việc với những con người này. Tôi không quan tâm đến cái kế hoạch trả thưởng, sơ đồ trả thưởng gì cả. Tôi chỉ thấy con người, những cái con người này là con người tuyệt vời, và tôi muốn đi cùng họ, tôi muốn cùng sát cánh với họ. Tôi thích cái môi trường, thích những con người như vậy. Và khi ông Yuri Petrovich sang Đức thì tôi đúng là bị thuyết phục hoàn toàn. Vì tôi thấy cái sự trí thức, tôi thấy cái tâm hồn, tôi thấy cái trái tim của con người ở trong đó, và tôi thấy được là có rất là nhiều tình yêu được dành cho, được đưa vào trong sản phẩm cho người dùng. Vậy cho nên là khi mà tôi được hỏi, là chị Tatiana hỏi chúng tôi là có những khó khăn gì, thì tôi đã nói là tôi chả biết nói là khó khăn gì cả, bởi vì tôi chỉ thấy có mỗi cái mục tiêu đặt ra trước mắt, và tôi cứ thấy là tiến tới mục tiêu thôi, không để ý đến những khó khăn. Và tôi cũng nói với đội ngũ của mình như vậy, khi mà công ty có một những lãnh đạo như vậy, họ luôn quan tâm đến người bên dưới thì còn gì phải nói nữa, họ luôn tạo các điều kiện cho chúng ta để chúng ta làm việc. Không quan trọng là chúng ta làm ở đâu, thành ở nước nào, thì mọi người ai cũng rất là cần những cái sản phẩm đó, và sản phẩm đó mang lại kết quả
Và chúng tôi ở Đức, chúng tôi được mọi người cảm ơn rất là nhiều, bởi vì cái sản phẩm của này đã giúp họ rất nhiều. Bởi vì khi mà tôi giúp đỡ mọi người nhiều vậy thì tôi đã sửa được cái nghiệp của mình. Mà tôi, bởi vì là quá nhiều người biết ơn, và vì chúng tôi đã giới thiệu cho họ cái sản phẩm tốt. Và chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho việc hệ thống, cho việc đào tạo, và chúng tôi mời mọi người tham gia. Và đấy là một cái hệ thống mà chúng tôi đã thiết lập. Điều đó rất là quan trọng. Chúng ta đang sinh sống trong một thế giới mà có rất là nhiều thông tin, và thông tin đó có thể làm cho chúng ta bị nhãng đi. Nhưng mà chúng ta luôn luôn có những cái động lực đến với chúng ta, và chúng ta không có công cụ. Thế nhưng trong hệ thống của Cyber Awareness thì chúng ta có được cái chương trình đào tạo, chúng ta có được động lực, chúng ta có thể tìm được cái mục tiêu và có thể đi đến được đến cái mục tiêu đó, bởi vì chúng ta vừa có công cụ, chúng ta vừa có sản phẩm tốt. Đội ngũ ở châu Âu và đội ngũ ở Đức của chúng tôi thì chúng tôi vẫn làm việc 90% là online rồi. Đấy là webinar, rồi Zoom, rồi các cái công cụ khác. Và đến khi mà coronavirus bùng nổ thì chúng tôi cũng không phải thay đổi nhiều lắm. Chỉ còn có 10% làm offline, thì trước đã chuyển sang online nữa. Thế là 100% online thôi. Và sau đó thì là cái lượng hàng thì đặt hàng thì nó cũng hơi khác một chút thôi. Mọi người bắt đầu đặt hàng thêm, và họ xem xét những cái cơ hội để có thêm thu nhập ở bên cạnh cái thu nhập chính của họ. Và chúng tôi có rất là nhiều doanh nhân, những nhiều blogger cũng tham gia vào chúng tôi. Và chúng tôi cũng nói là đây là một cái ngành kinh doanh mà luôn luôn phát triển. Và tôi trước đây đã từng làm quản lý, thế nhưng mà trong cái ngành kinh doanh đa cấp này thì tôi vẫn luôn luôn học được những thứ mới, luôn luôn học được những công nghệ mới. Công ty không bao giờ đứng yên một chỗ, cho nên là tôi luôn luôn cũng phải học hỏi để có thể thích ứng được với cái môi trường mới, cái điều kiện mới. Và tôi cũng vô cùng biết ơn công ty cũng như là ban lãnh đạo. Tôi biết ơn đội ngũ thủ lĩnh, bởi vì có rất là nhiều thủ lĩnh. Thì tôi coi rất nhiều thủ lĩnh là người đỡ đầu, người hướng dẫn cho chúng tôi, và tôi học hỏi theo họ. Và nhờ có cái việc đào tạo, học hỏi mà tôi có thể biết thêm được rất nhiều điều. Và tôi đã học được cái hệ thống ở mọi người. Và bây giờ đội ngũ của chúng tôi thì đang có những cái cấp bậc khác nhau. Những người mới thì họ sẽ phải học 4 tuần liên tục. Chúng tôi liên kết với các thủ lĩnh khác để cùng nhau hỗ trợ và đào tạo những người bên dưới, hướng dẫn các tư vấn viên đạt được kết quả. Và tôi vô cùng biết ơn cái dự án này, bởi vì là trong đội ngũ của chúng tôi có được những danh hiệu, rất là nhiều danh hiệu mới. Chúng tôi dẫn dắt đội ngũ của mình để đạt được, vươn lên cái danh hiệu thủ lĩnh. Và có rất là nhiều thủ lĩnh khác cũng hỗ trợ chúng tôi. Và đấy là cái sáng kiến của Chủ tịch Tatiana. Và đấy là một sáng kiến rất là tuyệt vời và có rất là hiệu quả. Và tất nhiên là những cái chương trình business school thì cũng rất là hiệu quả, bởi vì là chúng tôi có thể học thêm nhiều về sản phẩm và hiểu biết sâu hơn về sản phẩm. Tôi vô cùng biết ơn số phận mà đã mang lại cho tôi một công ty mà phù hợp với tâm hồn của tôi như vậy. Mà tôi cũng cảm ơn những đối tác, họ đã đến đây với chúng tôi một cách có ý thức. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo vì đã mang lại cho chúng tôi những sản phẩm và những cái công cụ tuyệt vời, không thể nào tốt hơn được nữa. Và khi chúng tôi đạt được cái danh hiệu thủ lĩnh thì chúng tôi đã có được muốn phần thưởng. Và chúng tôi đã nói trên sân khấu, và chúng tôi đã nói với Chủ tịch là chị Tatiana, chị là đúng là bà tiên đến với cuộc đời của tôi và để mang lại giúp chúng tôi thực hiện những điều ước của mình. Và bây giờ tôi cũng xin nói lại câu đó. Bây giờ tôi cũng nói với các bạn là nếu các bạn biết được là mình muốn gì, các bạn sẵn sàng hành động vì điều đó, thì ở công ty luôn luôn có bà tiên với những chiếc đũa thần mà có thể giúp các bạn thực hiện được mọi điều ước của các bạn. Các bạn chừng phải có mục tiêu, mỗi người phải có mục tiêu và phải hành động. Luôn luôn sẽ có những người hỗ trợ và đỡ đầu dẫn dắt các bạn. Các bạn cần phải hành động. Các bạn cần phải định hướng cho mục tiêu của mình, đi tới cái hướng tới mục tiêu đó, và sau đó thì là hành động. Các bạn sẽ thành công. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì những lời chúc mừng. Xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Xin cảm ơn với mọi người đã tạo điều kiện. Tôi rất là vui vì ước mơ của tôi đã thành hiện thực, và tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ gặp được, sẽ nhanh chóng đạt được những cái danh hiệu mới. Xin cảm ơn mọi người và mong sớm gặp mọi người để có thể ôm hôn. Cảm ơn mọi người, chúng tôi vô cùng hạnh phúc.
Đúng là một câu chuyện thật là khó tin đúng không các bạn? Đây là một câu chuyện vô cùng ấn tượng và làm cho chúng ta cảm thấy là có thêm rất là nhiều động lực. Hôm nay chúng ta đã được nghe câu chuyện ở Bulgaria, chúng ta đã nghe được câu chuyện ở Serbia, chúng ta đã nghe được câu chuyện ở Đức. Và ở đâu thì chúng ta cũng có được những cái kết quả vô cùng là tốt đẹp và những danh hiệu rất là cao. Và hôm nay chúng ta có thể rút ra một cái kết luận là gì? Cái nhân tố quyết định thì chính là cái quyết định, nhân tố quyết định để giúp chúng thành công của chúng ta chính là việc đưa ra quyết định. Và bây giờ chúng tôi xin nhường lời lại cho anh Saji, bởi vì chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện tuyệt vời, tiếp tục được nghe những câu chuyện tuyệt vời nữa. Xin mời anh Saji. Xin chào mọi người. Cảm ơn Tatiana, cảm ơn Dima. Các bạn ơi, tôi chỉ có thể nói là các bạn quá tuyệt vời. Các bạn là những người hùng. Bởi vì trong cái thời điểm khó khăn như này mà chúng ta đạt được những danh hiệu cao như vậy thì đúng thật là rất là mang lại cảm hứng. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển về Azerbaijan. Và tôi xin giới thiệu với các bạn là có một người mà chúng ta chuẩn bị gặp, chuẩn bị lắng nghe đây. Là trong một thời gian rất là ngắn họ đã mở được danh hiệu chuyên nghiệp, sau đó thì đã có được chiếc xe ô tô, sau đó mở và đóng danh hiệu thủ lĩnh. Mà trong cái thời điểm dịch này thì chúng ta người đấy đã chuẩn bị thành một thủ lĩnh cao cấp rồi. Chúng xin chúng ta hãy gặp thủ lĩnh Irada. Xin chào. Xin chào các bạn. Tôi rất là vui được gặp mọi người, vui được trao đổi với mọi người. Xin chào Chủ tịch Tatiana, chào anh Yudi Gichev. Tôi rất vui là cảm ơn mọi người đã tạo ra được một công ty tuyệt vời như này. Tôi vô cùng hạnh phúc được đại diện Azerbaijan để trao đổi với các bạn ngày hôm nay. 5 năm trước thì tôi đã đến với Siberian Wellness và rất là vui mừng là công ty của chúng ta đã có những sản phẩm rất là tuyệt vời. Có những chương trình du lịch, chương trình xe hơi, những cái sơ đồ trả thưởng. Quá tuyệt vời. Và hôm nay thì tôi rất là vui mừng được đạt được những cái kết quả ngày hôm nay. Và tôi sẽ không bắt mọi người phải chờ lâu nữa. Bởi tôi rất là mong muốn đạt được một đội ngũ đông đảo. Và ước mơ của tôi hồi đó là có được một chiếc xe. Và tôi đã đặt ra mục tiêu là phải tham gia chương trình xe hơi để có được chiếc xe hơi. Và sau khi mà tôi đã tham gia chương trình xe hơi thì cái công việc kinh doanh của tôi đã phát triển rất là mạnh, rất là nhanh. Và tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi rất là muốn chia sẻ với mọi người cái con đường mà tôi đã làm việc để đạt được cái mục tiêu đó. Ngày nào tôi cũng tiến hành các cái chương trình đào tạo online, offline. Tôi giới thiệu với tất cả mọi người về các sản phẩm của công ty. Các bạn biết là chúng ta đang sống trong một thời kỳ cực kỳ khó khăn, thời kỳ dịch bệnh COVID, ai cũng phải ngồi nhà. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn làm việc từ nhà, chúng tôi không hề ngồi im. Chúng tôi tổ chức các cái chương trình đào tạo online, chúng tôi quay những cái video clip để giới thiệu về sản phẩm, để đào tạo. Chúng tôi dùng Instagram, dùng Facebook, dùng các cái công cụ Internet, công cụ chat để có thể liên lạc với mọi người và để đạt được mục tiêu của mình. Mục tiêu của chúng tôi là mục tiêu thật. Chúng tôi tiến tới mục tiêu đó, chúng tôi đã đặt mục tiêu rồi thì chúng tôi sẽ phải đặt mục tiêu của tôi đó là được đại diện Azerbaijan đi khắp thế giới. Và tôi có một đội ngũ rất là tuyệt vời. Và ước mơ của chúng tôi đó là đạt được danh hiệu thủ lĩnh quốc gia và tất nhiên là mở ra những danh hiệu mới, danh hiệu chuyên nghiệp, danh hiệu thủ lĩnh và đạt được những tấm xét cao. Và tôi hy vọng, tôi mong rằng là đến cái sự kiện tiếp theo của chúng ta thì tôi sẽ có một danh hiệu mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại. Bây giờ xin cảm ơn chị và chúc chị có được những danh hiệu mới. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một đất nước tuyệt vời khác, đó là thành phố đất nước Uzbekistan, và chúng ta sẽ được gặp một thủ lĩnh nữa. Và chị đã đặt cho mình những cái mục tiêu rất là cao và chị đã đạt được mục tiêu đó. Xin chào mừng thủ lĩnh cao cấp Gulaim Kalimbetova. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Gulaim Kalimbetova. Tôi sinh sống ở giữa một thành phố nhỏ giữa hai sa mạc ở Uzbekistan.
Tôi với chồng tôi là cùng làm công việc kinh doanh này. Trước khi tham gia Siberian Wellness, tôi đã làm việc tại ngân hàng suốt 15 năm. Và chúng tôi luôn luôn thiếu thời gian, không có thời gian nghỉ ngơi hay là nghỉ phép gì cả. Và chỉ một tháng, khi làm việc với Siberian một tháng thì tôi đã có được cái thu nhập bằng cái mức lương ở ngân hàng 15 năm trời. Và tôi đã hiểu rằng là tôi có thể làm được công việc này. Tôi sẽ làm được. Và khi tôi mở được danh hiệu chuyên nghiệp thì tôi đã quyết định là nghỉ việc hẳn ở ngân hàng và tập trung vào làm ở Siberian Wellness. Bây giờ mức thu nhập của tôi đã gấp 20 lần so với mức thu nhập ở ngân hàng ngày xưa. Và tôi đã được đi được rất nhiều nơi với công ty. Tôi được đi Sochi và sau đó được đi 7 nước nữa với công ty. Và tôi tham gia dự án xe hơi. Có 80% là tôi được là giải thưởng phần thưởng xe hơi. Và đội ngũ của tôi mọi người cũng cố gắng để được tham gia chương trình xe hơi. Bởi vì và nhiều người cũng đã đạt được cái mục tiêu này rồi. Và quan trọng là chúng tôi tập trung vào việc tuyển dụng. Công cụ chính của chúng tôi và trong thời kỳ này đó là cái kênh Telegram. Trong đội ngũ của chúng tôi, mỗi người tư vấn viên chủ chốt thì có đến 15 kênh Telegram để họ mời người thân, họ hàng, bạn bè, hàng xóm tham gia cùng và để họ giới thiệu các sản phẩm cũng như là cơ hội kinh doanh ở Siberian Wellness. Tôi cũng tiến hành các cái chương trình lên kế hoạch với các tư vấn viên chủ chốt của mình. Để ví dụ như là đặt ra mục tiêu là phải đạt doanh số là bao nhiêu, phải tuyển bao nhiêu người mới, vân vân. Ở khu vực của chúng tôi thì mọi người rất là yêu thích sản phẩm của Siberian Wellness bởi vì sản phẩm rất là hiệu quả và giúp đỡ được mọi người rất nhiều. Nhờ đó cho nên là họ cũng có được cái cơ hội kiếm thêm và không cần phải tha phương cầu thực, vẫn có đủ thu nhập để ở lại quê hương của mình. Thu nhập hàng năm của đội ngũ của chúng tôi là 306 triệu điểm. Và tôi rất biết ơn đội ngũ của mình bởi vì tôi có thể được đứng đây với danh hiệu thủ lĩnh cao cấp và đến năm kỷ niệm của Siberian Wellness thì tôi rất là mong muốn mình sẽ có thể đạt được danh hiệu thủ lĩnh vàng quốc gia. Xin cảm ơn mọi người. Và bây giờ chúng ta lại chuyển sang một đất nước khác nữa. Đó là đất nước Kyrgyzstan. Và ở Kyrgyzstan thì cuối tháng 7 đã có thêm 4 danh hiệu thủ lĩnh cao cấp. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một thủ lĩnh là một người đã được đi du lịch với công ty nhiều lần và chị là một người bà mẹ ba con. Xin mời chị Asen. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào đội ngũ Siberian Wellness. Tôi rất là vui mừng được chào mừng các bạn ngày hôm nay và tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn những câu chuyện của mình, câu chuyện người thật việc thật mà tôi đã thực hiện, đã gặp được. Ở công ty Siberian Wellness thì chúng ta có tất cả mọi điều kiện để phát triển và tăng trưởng. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng hành động và thay đổi bản thân cũng như là thay đổi thế giới quanh ta để phát triển và tăng trưởng thì chúng ta cần phải hiểu được là chúng ta phải có những hành động như thế nào, chúng ta phải có những hành động, những cái bước đi khác. Và từ những ngày đầu tiên xây dựng công việc này thì tôi đã phải tập trung vào việc phát triển cho các tư vấn viên của mình để đưa ra cái mục tiêu của họ. Một năm trước đây, khi mà tôi, con trai nhỏ của tôi mới được 9 tháng thì chúng tôi đã đưa ra một cái chiến thuật mới và đã nghiên cứu các cái công cụ online, ví dụ như là YouTube hay là các mạng xã hội. Và tôi là một trong những người đầu tiên mở một kênh YouTube của chính mình. Tôi nghiên cứu và sau đó thì tôi bắt đầu học hỏi, chuyển tất cả những cái hệ thống đào tạo của mình sang cái chương trình đào tạo online. Chúng tôi có những cái buổi đào tạo, các buổi marathon. Và đến ngày hôm nay thì đội ngũ của chúng tôi, mọi người, những tư vấn viên chủ chốt thì ai cũng có kênh YouTube của riêng mình. Và họ có hơn 1.000 người theo dõi, người xem kênh YouTube của họ và họ quay những cái đoạn video clip để giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu về cơ hội của công ty. Và ngoài ra tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn những cái phương pháp của đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi giúp mọi người củng cố lại kiến thức về một sản phẩm ở đấy và trong vòng một tháng
Và sau đó thì chúng tôi, ngày nào chúng tôi cũng có những cái chương trình đào tạo cứ từ 6 giờ sáng. Chúng tôi có tất cả 18 tiết học từ A đến Z. Và chúng tôi đã tiến hành đến 4 cái chương trình như vậy. Và đội ngũ của chúng tôi đã đạt được những cái mục tiêu, đạt được những kết quả rất là cao. Và tôi đã giảm được 13 kg, 13 cân từ sau khi sinh. Và sau đó thì tôi đã tiến hành những cái cuộc marathon về giảm cân. Qua cái chương trình marathon này thì chúng tôi thì có thêm rất là nhiều khách hàng, rất nhiều đối tác. Và ngày hôm nay thì họ đã trở thành đối tác rất là tích cực ở của Siberian Wellness. Họ chơi thể thao rất là nhiều. Và danh hiệu thủ lĩnh cấp cao của tôi ngày hôm nay đã cho thấy là chúng tôi đã đi đúng hướng. Chúng tôi đi đúng về phía mục tiêu của mình. Chúng tôi tăng được cái doanh thu của mình, bởi vì là đội ngũ của chúng tôi không phải tập trung vào cái danh hiệu, mà chúng tôi tập trung vào việc gia tăng cái khoản xét của cả nhóm. Nếu mà năm 2018-2019 thu nhập năm của chúng tôi có hơn 8 triệu thì ngày hôm nay chúng tôi đã gần như là tăng gấp đôi cái mức đấy, con số đó là khoảng độ 14 triệu cho tổng số rồi. Và như vậy thì chúng ta thấy là chúng tôi đã đi theo đúng hướng, và điều đó cho thấy rằng là cái danh hiệu của công ty của chúng tôi sẽ ngày càng có thêm nhiều danh hiệu mới trong nhóm, nhiều người chuyên nghiệp nữa. Và tôi rất là cảm ơn, rất là biết ơn đội ngũ của mình, bởi vì chúng tôi đã làm được những điều thật là khó tin. Khi mà chúng ta hiểu rõ là mình muốn gì, chúng tôi muốn có thêm thu nhập thì chúng ta cần phải có những hành động tương ứng. Và khi mà không có kinh nghiệm, không có những cái cơ hội thì chúng tôi cũng vẫn có thể học hỏi, và qua internet, qua các cái công cụ online thì chúng tôi có thể mở rộng đội ngũ của mình và có thể học hỏi thêm rất là nhiều, phát triển rất là nhiều và làm giàu thêm cho Kyrgyzstan. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng nhau hành động đi. Chúng ta hãy sát cánh với nhau, chúng ta có đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi rồi. Nếu các bạn hành động nữa thôi thì các bạn hãy thay đổi bản thân mình và hãy thay đổi thế giới xung quanh mình. Siberian sẽ giúp các bạn làm được tất cả những điều đó. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Tôi yêu các bạn. Xin chào. Xin cảm ơn chị Asen. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị thành công, tiếp tục thành công và có những danh hiệu cao hơn nữa. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta vẫn còn nhiều thủ lĩnh cao cấp ở Kyrgyzstan nữa. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn một thủ lĩnh nữa. Đấy cũng là, cô là một tấm gương về việc đào tạo. Trong đội ngũ của chúng cô đào tạo rất là nhiều, và cô tự mình học và sau đó đào tạo những người khác trong đội của mình. Và đến cuối tháng 7 cô đã đạt được danh hiệu thủ lĩnh cao cấp. Xin mời các bạn gặp thủ lĩnh cao cấp người Kyrgyzstan, Chonpon, chị Chonpon. Xin chào các bạn. Xin gửi lời chào từ Kyrgyzstan. Tôi vốn là một bác sĩ và tôi do thích sản phẩm quá cho nên tôi đến với công ty và tôi thấy sản phẩm hiệu quả cho nên là tôi đã quyết tâm ở lại với công ty. Bây giờ tôi đang tham gia chương trình xe hơi và tôi có một chiếc xe Land Cruiser Prado. Tôi đã có được 4 chuyến đi du lịch miễn phí với công ty. Rất là tuyệt vời. Các bạn biết không? Cái chiến thắng này của chúng tôi, đấy là không phải là của mình tôi mà của cả đội ngũ. Chúng tôi tuyển dụng rất là nhiều. Tôi phải thú nhận là tôi làm việc rất là nhiều và chúng tôi có được thêm rất là nhiều người mới rất là mạnh, họ rất là giỏi. Thế nhưng mà cần phải làm thế nào để họ có thể tham gia được vào với công ty. Và tôi đã xem, dùng tất cả webinar, dùng messenger, dùng tất cả các cái công cụ mà công ty cho chúng ta để chúng tôi giúp họ tham gia vào học hỏi và đào tạo. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có một vài thủ lĩnh ở các nước khác nhau kết hợp lại với nhau để hỗ trợ lẫn nhau đào tạo. Và khi đó thì chúng ta có thêm được rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều thời gian, và có thêm thời gian để tuyển dụng. Bởi vì là những cái người mới họ không chỉ nghe mỗi mình mà họ sẽ được nghe những người khác, thủ lĩnh khác nữa, sẽ thấy thú vị hơn. Không chỉ nghe một người mà nghe nhiều người khác nhau, nhiều câu chuyện khác nhau thì trở nên là hấp dẫn hơn và thú vị hơn. Và tôi thấy là sự hợp tác của mình với Siberian Wellness chính là một sứ mệnh của cuộc đời. Bởi vì bây giờ đang là một cái thời kỳ khó khăn, thời kỳ dịch bệnh, và chúng ta có được Siberian Wellness thì thật là tuyệt vời.
và chúng tôi đã có thêm rất là nhiều danh hiệu mới được mở ra. Và tôi vô cùng biết ơn đội ngũ của mình, bởi vì họ đã có thêm được những danh hiệu mới. Tôi xin chúc mừng chị Olga cũng đã được đạt được danh hiệu thủ lĩnh cao cấp. Và tôi tin chắc rằng là chúng ta đang sẽ làm được tất cả những điều mà chúng ta muốn. Tôi tin chắc rằng tháng 8 chúng ta sẽ có thêm nhiều danh hiệu mới nữa. Xin chào tất cả. Cảm ơn chị Cholon, cảm ơn chị Chonpon. Và chúng ta lại tiếp tục giới thiệu những thủ lĩnh khác ở Kyrgyzstan. Đúng là có nhiều thủ lĩnh cao cấp quá cơ. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cặp đôi gia đình. Họ đã quyết định cùng nhau tham gia Siberian Wellness. Xin mời chúng ta gặp cặp đôi Kyrgyzstan, chị Chinara và anh Almas. Xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi đang ở Kyrgyzstan. Chúng tôi là Almas và Chinara. Chúng tôi là thủ lĩnh Sapphire của Siberian Wellness. Tôi đến với công ty bởi vì là tôi đã bị ốm và tôi muốn dùng sản phẩm. Sau đó tôi thấy phù hợp và tôi giới thiệu với tất cả mọi người. Sau 11 tháng sử dụng sản phẩm, chúng tôi đã quyết định là sẽ tham gia kinh doanh cùng một công ty. Và sau 14 tháng thì chúng tôi đã mở được danh hiệu chuyên nghiệp, tư vấn viên chuyên nghiệp. Chúng tôi tham gia dự án xe hơi. Ở Kyrgyzstan thì không phải ai cũng có thể có điều kiện mua một chiếc xe ô tô mới với giá trị là 36.000 đô. Nhưng mà chúng tôi lại có thể, bởi vì là chúng tôi có Siberian Wellness. Tôi đã thấy được cái tiềm năng của công ty và tôi đã nghĩ rằng là chúng tôi chọn công ty là một quyết định đúng đắn. Chúng tôi làm việc, cả gia đình chúng tôi đều làm việc, cả hai chị em gái của tôi cũng tham gia. Một người thì chuẩn bị cũng là thành được thủ lĩnh cao cấp, còn một người nữa thì là tư vấn viên chuyên nghiệp. Và ngoài ra con gái của chúng tôi cũng con gái cả của chúng tôi cũng tham gia công ty. Và có thể nói là chúng tôi có thể để lại cái công việc này, có người thừa kế rồi, có thể nói là như vậy. Đội ngũ của chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những tấm séc giá trị cao và chúng tôi rất là vui mừng vì điều đó. Tháng 7 này chúng rất là nóng nực và chúng tôi đã sử dụng cái công nghệ chính của công ty, đó là cái chương trình đặc biệt câu lạc bộ 1000 cũng như là cái chương trình Summer Rush và chương trình Restart mà chúng tôi đã đạt được một danh hiệu mới, và đó là kết quả của cả đội ngũ của chúng tôi. Trong thời kỳ cách ly thì chúng tôi vẫn tập trung qua Zoom 3 lần một tuần và để trao đổi, đặt ra những mục tiêu và các cái kế hoạch và để cùng nhau hành động. Và trong thời kỳ dịch bệnh thì dù là thời kỳ rất khó khăn thì các đối tác của chúng tôi vẫn mở được những cái danh hiệu mới và chúng tôi mở ra những cái khu vực mới và chúng ta đã có những ngôi sao mới nổi, chúng ta đã có những tư vấn viên chuyên nghiệp và họ đã tham gia được những cái chương trình Quick Start và chúng tôi có thêm hai người được BT 5000 và doanh số của chúng tôi đã tăng gấp đôi. Tháng 6 thì là 65.000 điểm và tháng 7 thì đã là 138.000 điểm. Và chúng tôi rất là vui mừng vì là chúng tôi được là một phần của công ty Siberian Wellness quốc tế. Chúng tôi vô cùng biết ơn ban lãnh đạo vì họ luôn luôn hỗ trợ và họ có thể mang lại cho chúng ta những điều kiện tuyệt vời như vậy. Xin chào tất cả các bạn, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi xin chúc các bạn trong tháng 8 này sẽ có được những cái thành quả mới, có thêm nhiều ngôi sao mới để chào đón ngày sinh nhật của công ty. Các bạn hãy hành động, các bạn hãy tiến lên, xin chúc mừng. Hôm nay chúng ta đã được nghe những câu chuyện rất là thú vị rồi. Và có một câu chuyện nữa đang chờ đón chúng ta là một bác sĩ đã làm việc 25 năm trong bệnh viện và đã nhìn thấy được cái cơ hội tuyệt vời ở Siberian Wellness. Chị đã được tham gia những chuyến đi du lịch miễn phí của công ty 3 lần. Chị tham gia chương trình xe hơi. Xin mời các bạn chào đón thủ lĩnh cao cấp chị Olga Salavieva. Xin chào các bạn. Xin chúc mừng tất cả mọi người vì những danh hiệu mới của các bạn. Tất nhiên tôi rất là vui mừng vì những danh hiệu này. 4 năm trước tôi đã đến với công ty Siberian Wellness để có thêm thu nhập mà thôi, chỉ là một khoản thu nhập thêm. Sau đó hồi đó thì tôi còn là bác sĩ và là giám đốc của một phòng khám.
và tôi đang tìm kiếm thêm những cái cơ hội mới. Và lúc đó thì là tôi đã gặp được công ty. May quá là tôi đã gặp được người đỡ đầu và họ đã giới thiệu với tôi cái cơ hội kinh doanh ở Siberian Wellness để có thêm được những cái khoản thu nhập. Ví dụ như là được tham gia dự án xe hơi, được đi du lịch. Và tất nhiên là tôi lúc đó là bác sĩ, có rất là nhiều bệnh nhân mà tôi theo khám và tôi đã hỗ trợ họ để có được con cái và hỗ trợ họ có được hạnh phúc gia đình. Và đó là cái điều quan trọng, là công ty có thể giúp tôi tiếp tục làm công việc tốt đẹp của mình, có được cái sản phẩm để tôi hỗ trợ họ. Hồi đó tôi là một bác, vừa là bác sĩ khám, vừa là một giám đốc bệnh viện, thì tôi đã thấy được cái cơ hội là ok, mình có thể làm được. Và tôi đã đưa ra quyết định và quyết định học hỏi và quyết định được đào tạo. Và điều đào tạo đó là một điều rất là quan trọng trong đội ngũ của chúng tôi. Khi mà chúng ta học hỏi và học được những cái công nghệ của công ty, sau 3 tháng thì tôi đã trở thành tư vấn viên chuyên nghiệp, và sau 1 năm thì tôi đã trở thành thủ lĩnh. Sau đó thì những người đồng nghiệp của chúng tôi, những người xung quanh tôi, họ thấy được cái kết quả của tôi, thấy được cái sản phẩm tôi sử dụng rất là hiệu quả, cho nên họ cũng tham gia, cả gia đình chúng tôi cũng tham gia, toàn bộ gia đình chúng tôi cùng làm việc ở trong tập đoàn Siberian Wellness. Và ngày hôm nay trong số những người thân bạn bè của chúng tôi cũng đã có rất là nhiều danh hiệu mới, danh hiệu cao, 20 danh hiệu trong tháng này. Và tôi đã đưa ra những cái chương trình promo cho đội ngũ của mình, dù là ở Kyrgyzstan bây giờ rất là khó khăn, phải cách ly vì dịch bệnh, cho nên là chúng tôi luôn vẫn hoạt động rất là tốt. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hồi đầu mới cách ly thì cái gì cũng đóng cửa, không có cách nào khác, và tôi đã chuyển sang cái không gian online. Tôi đã sử dụng các cái công nghệ internet, tôi đã tận dụng những cái công nghệ của YouTube, và tôi đã học và mở kênh YouTube của riêng mình để đào tạo. Và đó chính là công cụ chính ở cho đội ngũ của chúng tôi. Và tất nhiên cái danh hiệu của trong đội ngũ của chúng tôi cũng bắt đầu tăng rất là nhiều. Chúng tôi luôn luôn hỗ trợ các tư vấn viên, chúng tôi ngày nào cũng đào tạo, cũng học, ngày nào cũng đào tạo cho đội ngũ. Chúng tôi sử dụng Zoom, chúng tôi sử dụng các cái công cụ, các cái seminar khác nhau và để hỗ trợ mọi người. Bản thân tôi cũng học và tôi đào tạo những người khác. Chúng tôi sử dụng cái chương trình Restart, chương trình câu lạc bộ 1000. Và nhờ đó mà bây giờ tôi đã đạt được danh hiệu thủ lĩnh cao cấp. Thế nhưng mà mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào dẫn dắt các đối tác của mình để đến được với những cái danh hiệu cao như thế, và làm thế nào để họ cảm nhận được, nếm trải được cái hạnh phúc giống như tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chúc mọi người có được những danh hiệu mới. Xin mời mọi người hãy tham gia cùng chúng tôi. Các bạn hãy sử dụng cái công nghệ mà công ty mang lại cho chúng ta. Các bạn hãy tham gia tất cả các cái chương trình mà công ty đưa cho chúng ta. Và đó chính là những chương trình cực kỳ tuyệt vời, chương trình câu lạc bộ 1000, Restart và bonus dành cho người đã đầu. Các bạn hãy tranh thủ nhé. Chúc các bạn thành công. Tất cả mọi người sẽ thành công, tôi tin chắc là như vậy. Hoan hô, xin chào mọi người. Tôi sẵn sàng trở thành thủ lĩnh vàng quốc gia. Chào chị Olga và cảm ơn các thủ lĩnh cao cấp của Kyrgyzstan. Cảm ơn bạn vì những thành công và những câu chuyện mà các bạn chia sẻ với chúng tôi. Chúng ta hãy tiếp tục. Chỉ có trong tháng 7 mà chúng ta đã đạt được rất là nhiều danh hiệu như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ sang Kazakhstan. Tôi biết rằng là tất cả mọi người đang rất là chú ý lắng nghe và hồi hộp chờ đợi những người hùng của mình. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn hai người thủ lĩnh quốc gia mới của Kazakhstan. Người đầu tiên đã hai lần được đi du lịch với công ty và đã có được chiếc xe hơi thứ hai cho chương trình xe hơi. Xin mời các bạn chào đón thủ lĩnh quốc gia Kazakhstan, chị Mayra Sedalieva. Xin chào các đồng nghiệp, xin chào các bạn. Tôi đang có mặt ở Kazakhstan. Chúc mừng các bạn với sự kiện online đã chờ đón bấy lâu của chúng ta. Tôi xin giới thiệu với các bạn câu chuyện của mình.
Tôi đến với công ty và là một nhân viên bình thường, xong ngày nào tôi cũng gặp được những người mà nói lời cảm ơn với công ty bởi vì họ sử dụng sản phẩm rất là hiệu quả. Tôi thấy được những cái cơ hội và những cái tấm xét mà mọi người, các tư vấn viên nhận được khi làm việc với Siberian Wellness. Quan trọng nhất là phải đưa ra quyết định, mà tôi đã đưa ra quyết định làm việc với Siberian Wellness. Tôi cũng muốn có thêm tiền như vậy, tôi cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp và cuộc sống tự do như vậy, và tôi đã quyết định viết lên một trang sử mới trong cuộc đời của mình. Và sau đó thì cuộc sống của chúng tôi có rất là nhiều điều thay đổi. Những người xung quanh của tôi thay đổi, các chuyến đi của chúng tôi cũng thay đổi, các cơ hội của tôi thay đổi, và quan trọng là bản thân tôi cũng thay đổi. Tôi đã hiểu ra rằng bất cứ một ước mơ nào cũng có thể được thực hiện nếu chúng ta làm cùng với Siberian Wellness. Không cần phải có nhiều tiền, không cần phải có hàng triệu đồng đâu, bởi vì là khi mà tôi ký hợp đồng với công ty thì trong túi tôi cũng chỉ có 10.000 tenge mà thôi. Còn bây giờ thì thu nhập của tôi thì là hơn 1 triệu tenge rồi, và đây là mức thu nhập rất là cao. Kể cả những người làm trong ngành dầu khí mà được coi là lương cao thì cũng chưa chắc đã có được cái thu nhập như vậy. Ở đây nếu mà cần muốn đi du lịch thì không cần phải để dành tiền hàng năm trời, mà chỉ cần hành động và tham gia chương trình du lịch là có khi là các bạn đã được đi du lịch miễn phí rồi. Và tôi đã đi du lịch được 2 lần với công ty rồi đấy các bạn ạ. Để có được một chiếc xe mới thì cũng không cần thiết phải để dành tiền hàng năm trời, mà chỉ cần tham gia chương trình xe hơi mà thôi. Và sau đó thì đã có những phần thưởng xe hơi rất là tuyệt vời. Tôi đã có chiếc xe đầu tiên của công ty là Nissan. Và một tuần trước đây thì chúng tôi đã nhận được chiếc xe Toyota màu trắng mà tôi mơ ước bấy lâu nay. Đó là chiếc xe tuyệt vời mà tôi vừa mới nhận tuần trước. Và đây là chiến thắng của cả đội ngũ của tôi. Tôi xin cảm ơn đội ngũ của mình. Vậy thì tôi đã đạt được những cái kết quả đấy như thế nào? Tất nhiên đó là những hành động, việc hành động hàng ngày. Và chúng tôi đã có cái chương trình bonus dành cho người đỡ đầu. Đây là một chương trình tuyệt vời để cho đội ngũ có thể tăng trưởng và phát triển. Khi mà tôi đã tìm hiểu về cái chương trình này thì tôi cảm thấy rất là hứng khởi, bởi vì là bình thường thì tôi cũng vẫn phải tuyển người cơ mà, bây giờ tôi lại tuyển người mà tôi lại còn được thưởng thêm nữa thì quá tốt rồi còn gì. Đúng là công ty thật là hào phóng với mọi người. Và như vậy là tôi đã tham gia cái chương trình này ngay lập tức, và tôi đào tạo, tôi tham gia các sự kiện online, offline, tôi truyền hình livestream kể đó lại để cho mọi người xem và để thu hút thêm những người mới, và đội ngũ của tôi ngày càng mở rộng. Những tấm xét của các đối tác của chúng tôi cũng ngày càng tăng hơn, và tôi rất vui mừng vì các đối tác của tôi cũng đạt được những cái kết quả cao. Xin cảm ơn công ty vì những cái cơ hội này. Đúng là một cái chúng ta vẫn còn một thủ lĩnh ở Kazakhstan nữa, và xin giới thiệu với các bạn thủ lĩnh quốc gia mới của Kazakhstan. Đây là một người tuyệt vời, bởi vì chị có cái tố chất của thủ lĩnh. Chị đã được tham dự chương trình du lịch của công ty đến 3 lần. Và bây giờ tôi xin giới thiệu các bạn thủ lĩnh quốc gia Kazakhstan, chị Izimkul Ayabergenova. Xin chào các đồng nghiệp. Tôi xin chúc mừng mọi người với những danh hiệu mới. Tôi đang sinh sống trong một thành phố nhỏ của Kazakhstan. Tôi vốn là một giáo viên. Thế nhưng mà trong cuộc đời của tôi thì có một chuyện không may, đó là năm 27 tuổi thì tôi đã trở thành một người tàn phế do một cái lỗi y khoa. Và hồi đó tôi rất là cần tiền, bởi vì tôi còn nuôi 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Và tôi chỉ có đúng một cái khoản trợ cấp thương tật mà thôi. Và tôi đã thực sự mong muốn cải thiện được cuộc sống của mình, để con cái của mình có thể không phải thiếu thốn, không phải thua kém bạn bè, và hưởng cái nền giáo dục thật là tốt. Và chúng tôi, gia đình chúng tôi còn có một ước mơ chung, đó là có được một căn nhà riêng của mình. Và thời điểm đó thì chúng tôi đã gặp được Siberian Wellness và đã có được cái kết quả rất là tuyệt vời với sản phẩm của công ty. Cho nên là khi mà còn nằm trên giường bệnh thì tôi đã gọi điện cho khắp nơi, cho người quen, bạn bè,
và con của tôi đã phải đi giao hàng giúp tôi trong khi tôi còn đang nằm trên giường bệnh. Khi đó thì cũng có rất là nhiều khó khăn. Ở đời thì chúng ta có thể chọn là nạn nhân hay là người chiến thắng, và tôi đã lựa chọn làm người chiến thắng, và tôi đã đưa ra quyết định là sẽ xây dựng việc kinh doanh một cách nghiêm túc. Và sau 4 tháng thì tôi đã có mức thu nhập 75.000 tenge, và sau 7 tháng thì cái check của tôi đã là 150.000 tenge, và hồi đó là một khoản tiền rất là lớn đối với gia đình của chúng tôi. Và tất nhiên cũng có những thời kỳ rất là khó khăn, bởi vì khi đó chúng tôi không có xe hơi riêng, con cái thì nhỏ, tôi còn phải chống nạng đi tập tễnh khắp nơi bằng phương tiện công cộng chứ chẳng có xe riêng. Thế nhưng mà tôi không hề chùn bước, không hề đầu hàng, và tôi thậm chí còn không nhận ra những khó khăn đó, bởi vì là tôi đã chỉ nhìn thấy mục tiêu, chỉ nhìn thấy ước mơ của mình mà thôi. Và mỗi lần chúng tôi được nhận những cái chương trình du lịch, tôi được đi du lịch với công ty đến 5 lần rồi, và tôi bắt đầu có được cuộc sống thú vị. Tôi đã đạt được danh hiệu thủ lĩnh, danh hiệu tư vấn viên chuyên nghiệp. Tôi được tham gia chương trình xe hơi, và tôi đã đến bây giờ thì chúng tôi đã có đến 3 chiếc xe hơi theo chương trình xe hơi của công ty. Trong đó có một chiếc là được mua 100% và một chiếc là được mua bằng 30% phần bonus xe hơi. Và chúng tôi đã xây được ngôi nhà 2 tầng mà các con của tôi đã mơ ước từ nhỏ. Và công ty nó mang lại tất cả những cái cơ hội cho chúng ta, ví dụ như là câu lạc bộ 1.000 hay là cái bonus dành cho người đỡ đầu. Và như vậy thì các cái đối tác của chúng tôi có cái cơ hội để tăng trưởng, được trưởng thành nhanh hơn. Chúng tôi cũng tham gia chương trình Quick Start, và tôi vô cùng biết ơn công ty, bởi vì công ty đã tạo ra cái điều kiện cho mọi người, tạo ra một công ty lớn mạnh như vậy và giúp cho mọi người có thể đạt được những ước mơ của mình. Tôi vô cùng biết ơn những người đỡ đầu đã đưa tôi lên con đường này. Xin cảm ơn những người đỡ đầu của tôi. Xin cảm ơn cả đội ngũ của tôi, bởi vì họ luôn cố gắng, họ luôn ủng hộ và luôn muốn thay đổi cuộc sống của mình, muốn cải thiện cuộc sống của mình. Các bạn ơi, tôi rất tự hào về các bạn. Các bạn rất giỏi. Các bạn hãy luôn luôn giữ ước mơ của mình trong trái tim nhé. Bởi vì các bạn cứ nhớ rằng là bất cứ ước mơ nào của các bạn cũng sẽ có thể được thành hiện thực với Siberian Wellness. Quan trọng là các bạn phải sẵn sàng hành động. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn chị Izim Kun. Đúng là một câu chuyện rất là tuyệt vời. Nghe chị nói xong thì tôi cũng rất là muốn và tham gia và kinh doanh luôn với Siberian Wellness. Campaign Siberian Wellness. Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chương trình sự kiện quốc tế của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi nghĩ là các bạn đã nghe được rất là nhiều thông tin tuyệt vời, được cảm hứng, có được động lực. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sự chú ý của tất cả các bạn đến một cái sản phẩm rất là tuyệt vời của công ty, đó là dự án xe hơi. 2 năm trước, dự án này đã giúp tôi có được một chiếc xe ô tô mơ ước của mình, một chiếc xe mới mà tôi mong muốn có được, chứ không phải là chiếc mà tôi có đủ tiền để mua. Và tôi cũng muốn các bạn chú ý đến cái câu chuyện vừa rồi tôi vừa giới thiệu, là các bạn, chị Izum Kun là chị cũng đạt được những chiếc xe hơi, chị có đến 3 chiếc xe hơi theo cái dự án xe hơi của công ty rồi. Trong đó có một chiếc là được trả toàn bộ bằng những cái khoản thưởng xe hơi, còn một chiếc khác thì được 30% là tiền thưởng xe hơi. Thế đó thực sự là những cái thông tin rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta có thể nói thêm là chúng ta đã có 705 người tham gia dự án xe hơi ở 18 nước khác nhau, và chúng ta đã có được cái khoản thưởng ô tô là gần 1.5 triệu đô la Mỹ, mừng 1.5 triệu đô la Mỹ tiền thưởng ô tô. Chúng ta đã có những phần thưởng xe hơi rất là tuyệt vời, rất là cao ở châu Á, châu Âu, ở Nga. Chúng ta có những người được 8.500 hay là 7.500 euro, 8.500 đô la một tháng. Chị Izim Kun thì là có 3 chiếc xe hơi, một chiếc là được trả 100% bằng thưởng xe hơi, và một
Trước khác thì lần 1 phần 3 là bằng tiền thưởng ở xe hơi. Nhưng các bạn hãy cùng nhau đưa ra cái mục tiêu và hãy lấy cho mình chiếc xe hơi của Siberian Wellness. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nghe những người có những danh hiệu cao, mà những ví dụ như đây chị Olga Voronsova, đó là một thủ lĩnh Sapphire mới, một thủ lĩnh cao cấp mới ở Nga. Chị có một đội ngũ rất là trẻ ở Toliachi. Và chúng ta hãy thử xem cái kết quả của chị để xem là chị đã làm được những gì nhé. Cái công cụ chính mà Olga dùng đó là các cái marathon và việc lặp lại hành động của mình ở trong nhóm. Chị thường xuyên tổ chức các cuộc marathon cho khách hàng. Và tại các cái cuộc marathon đấy thì họ có đến 200 người cùng tham gia một lúc. Và chúng ta hãy cùng nghe chị chia sẻ về câu chuyện của mình. Tôi vô cùng vui mừng được gặp mọi người, được gặp ban lãnh đạo công ty, bởi vì tôi rất là vui mừng đã gặp được công ty ngày hôm nay. Tôi rất là nhớ công ty. Tôi xin chia sẻ với các bạn về thành tựu của nhóm của chúng tôi, và tôi hy vọng là cái thành tựu này có thể giúp đỡ ai đó. Tôi bắt đầu một cách rất là đơn giản. Các những người đỡ đầu của tôi, họ đã đích thân vẽ cho tôi một viễn cảnh mới về cuộc sống mới của mình. Một cô bé nghèo ở một vùng quê đã có thể có được xe hơi riêng, có được đi du lịch khắp nơi, được rất là nhiều tiền. Thế tại sao mà lại không muốn được cơ chứ? Và tôi đặt ra mục tiêu để trở thành một thủ lĩnh. Và tôi đã in ra một bức thư tưởng tượng của ban lãnh đạo công ty gửi cho tôi để chúc mừng tôi được danh hiệu thủ lĩnh. Và tôi đã treo dán nó lên trên cái gương trước khi đi ra khỏi nhà, để mỗi lần đi ra khỏi nhà tôi đều tự nhủ là mình sẽ đi ra ngoài để đạt được danh hiệu thủ lĩnh. Và tôi cũng cố gắng để giúp đỡ những người khác cũng không có ước mơ như mình, không có kế hoạch gì như mình, và tôi sẽ quyết định sẽ tẩy não cho họ để đưa cho họ những cái ước mơ, những cái mục tiêu để có thể giúp họ cải thiện cuộc sống của mình. Và không quan trọng họ là bao nhiêu tuổi, thuộc cấp độ nào, mà tôi cũng sẽ làm việc với họ, đích thân làm việc với họ 24/7 để hỗ trợ họ cho đến khi nào mà tôi thấy được cái sự thấy được họ đã sẵn sàng rồi, họ đã được thuyết phục rồi, thì lúc đấy tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ họ tiếp để đưa ra những cái công nghệ khác nhau của công ty để có thể ứng dụng vào chuỗi họ. Tôi cố gắng giúp họ và để cho những người khác làm theo. Và như vậy thì hiện giờ thì chúng tôi đang lặp lại những cái hành động đấy rất là nhiều. Trước hết là chúng tôi có cái Marathon Detox. Bởi gần được một năm nay rồi chúng tôi đã chạy cái chương trình này. Đây là một cái chương trình rất là đơn giản. Có thể là mọi người không ưng, không muốn kinh doanh lập tức đâu, thế nhưng mà ai cũng muốn giảm cân cả. Cho nên là một lần như vậy thì tôi có thể thu hút được đến 60 đến 100 người tham gia. Và do là cái sự đơn giản như vậy cho nên là mọi người cũng rất là hào hứng tham gia và họ trở thành khách hàng trung thành của chúng tôi. Bây giờ chúng ta lại có cái chương trình tích cực mùa hè, thì là những cái người tư vấn viên họ đã trở những người khách hàng đã trở thành tư vấn viên, và chúng tôi luôn luôn có những cái tổng điểm là 3.000 điểm hoặc thậm chí nhiều hơn. Và như vậy thì cái đội ngũ của chúng tôi đã có những thủ lĩnh mới, ví dụ như là chị Svetlana ở Saransk. Tôi xin chúc mừng chị Sveta, bởi vì là chị, tôi rất mừng cho chị. Và ngoài ra chị 2 tháng trước thì chị Svetlana thì là một tư vấn viên chuyên nghiệp, chị đã tham gia dự án xe hơi và ngay tháng đầu tiên thì chị đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời, 178.000 rúp, mà đấy là một khoản tiền thưởng thêm rất là tuyệt. Chị cũng còn chưa kịp hoàn hồn vì vui mừng này thì một cái người trong dự đội của chị, đó là chị Tatiana và anh Mitri Prosin, cũng đã ký hợp đồng với cửa hàng xe, và ngày mai thì chúng tôi sẽ đi nhận xe một cách chính thức và họ sẽ có được chiếc xe mong mơ ước của mình. Và như vậy thì là mọi người lần lượt có những chiếc xe của mình và mọi người quá là choáng, thậm chí còn bây giờ còn chưa kịp tỉnh hồn lại. Tôi vẫn trước đây 2 năm trước thì tôi vẫn còn mơ ước được tham gia cái chương trình nhà ở, thì bây giờ tôi đã được tham gia rồi và cái ước mơ của tôi đang bắt đầu trở thành hiện thực rồi. Tôi đặt mục tiêu, tôi mong muốn là có thật nhiều người trong đội ngũ của tôi có được những chiếc xe hơi của Siberian Wellness. Tôi hy vọng, tôi hứa rằng là đến sinh nhật công ty thì tôi sẽ có thêm được 3 người có xe hơi nữa, và tôi sẽ được có được danh hiệu mới, danh hiệu thủ lĩnh quốc gia. Vậy cho nên là các bạn ơi,
Chúc tất cả mọi người hãy cứ đặt mục tiêu đi, cứ mơ ước đi và cố gắng thực hiện những mức mơ đó. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty bởi vì là ban lãnh đạo công ty đã mang lại cho chúng tôi cái hạnh phúc này. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã có được động lực từ câu chuyện của chị Olga, đúng không? Nghe rất là hào hứng. Bản thân tôi, cá nhân tôi cũng thấy rất là đầy động lực và tôi chỉ muốn bỏ tất cả mọi chuyện và để đi làm việc tiếp thôi. Thế nhưng đây chưa phải là tất cả đâu. Tôi biết là bây giờ vẫn còn sớm bởi vì chúng ta sẽ có tiếp một câu chuyện nữa và câu chuyện cũng đầy cảm hứng. Đây cũng là một thủ lĩnh cao cấp mới, đó chị Natalia Pavlova. Tôi nghĩ là mọi người đều biết câu chuyện của chị Natalia rồi. Và chúng ta hãy nghe chị giới thiệu cái phương pháp của chị nhé. Phương pháp mới này để thu hút những người khách hàng thành tư vấn viên của mình. Thì chị sẽ hướng dẫn chúng ta để làm nào để gia tăng doanh số. Và chị, ban đầu chị là một người bán hàng truyền thống mà chị chưa có kinh nghiệm gì về trong kinh doanh đa cấp cả. Và chị đã thu hút đội ngũ của mình toàn bộ qua kênh online. Và chị là người đã chiến thắng được, người đã giành được cái giải thưởng du lịch. Và năm ngoái chị đã nhận được danh hiệu thủ lĩnh. Và bây giờ thì chị đã được lên danh hiệu thủ lĩnh cao cấp. Và xin chúng ta hãy nghe xem chị chia sẻ. Trước khi tham gia Siberian Wellness thì tôi đã hoạt động trong ngành kinh doanh truyền thống, ngành xây dựng. Và chúng tôi cung cấp các cái sản phẩm trong ngành xây dựng cùng với chồng tôi. Và chúng tôi cung cấp toàn bộ từ A đến Z. Chúng tôi cũng tham gia các gói thầu của nhà nước. Và sau đó thì là tôi có thai và phải nghỉ thai sản. Tôi phải ưu tiên cho cái việc chăm sóc đứa con trong bụng. Và nhưng mà tôi vẫn muốn có thể tiếp tục hoạt động, có thể tiếp tục kiếm thêm thu nhập. Và tôi đã thử ngồi viết bài hay là làm các cái công việc trên mạng. Thế nhưng mà cái tiền thu nhập nó không đáng là bao nhiêu. Và cuối cùng thì tôi đã gặp, may mắn gặp được cái doanh nghiệp mà đa cấp. Và tôi đã hiểu được rằng là đây là thứ mà để dành cho mình, cái thứ phù hợp với mình. Bản chất của kinh doanh đa cấp là hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta có thể phát huy bản thân mình. Và ý tưởng này làm cho tôi cảm thấy rất là có cảm hứng. Và tôi đã bắt đầu có ý thức về việc làm việc trên mạng và tìm kiếm một cái công ty đa cấp để tôi có thể tham gia. Một công ty là có thể phù hợp với những yêu cầu của mình để tôi có thể dễ dàng phát triển và có thể dễ dàng tham gia và đưa những người của mình vào. Và trong lĩnh kinh doanh đa cấp thì tôi rất quan tâm đến những cái ý tưởng cao quý. Bởi vì là trong kinh doanh truyền thống thì rất là khó để có thể hỗ trợ người khác, giúp đỡ người khác. Người quản lý không thể nào mà hỗ trợ những người bên dưới để nâng cao cái đời sống của họ, nâng cao thu nhập của họ như là trong kinh doanh đa cấp. Thế nhưng mà trong kinh doanh đa cấp thì đấy là một điều hoàn toàn bình thường. Và tôi đã bắt đầu ngay lập tức nghiên cứu các cái cách kinh doanh đa cấp qua mạng internet. Bởi vì hồi đó tôi đang nghỉ thai sản, tôi không thể nào đi làm ngoại tuyến được, cho nên tôi phải tranh thủ làm trên mạng. Và đến năm 2018, hè năm 2018, tháng 8 2018, tức là đúng 2 năm trước, thì tôi đã được danh hiệu tư vấn viên chuyên nghiệp với 7.800 điểm. Đến năm 2019 thì tôi đã có 31.000 điểm. Và đến năm nay thì tôi lại tiếp tục và có được cái doanh số là 120.000 điểm vào tháng 8 năm 2020. Và tất nhiên là điều quan trọng nhất đó là tôi tập trung vào cái việc phát triển và gia tăng. Và làm nào tôi phải cố gắng phát triển lượng khách hàng của mình, lượng tư vấn viên, cộng tác viên của mình. Và tôi cần phải tập trung vào đó. Tôi không cần phải không cần phải đào tạo lan man nhiều quá, mà tôi phải làm nào để mỗi ngày tập trung và ít nhất vào một việc, có mỗi ngày có thêm ít nhất một người, dù đó là khách hàng hay là đối tác hay là tư vấn viên, thì cũng cứ thêm, làm nào để mỗi ngày có thêm được một người. Nếu như mà không có việc, không có người đăng ký thì cũng được, nhưng mà phải làm nào cố gắng là hôm sau sẽ tăng thêm và làm nào để có những cái công cụ khác để cho cái đội ngũ của mình mỗi ngày một phình ra nhiều hơn, mỗi ngày thêm một người. Và hôm nay chúng ta sẽ phải làm thế nào để trong một tháng để có thể có thêm 100 người tham gia cái đội ngũ của mình. Và như vậy là tôi đã tập trung
các cái đối tác của mình. Với điều đó là thế nào để mỗi người cố gắng ký thêm với một người trong một ngày. Như vậy thì nhiều người cùng làm như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng được một tháng có thêm được 100 người tham gia đội ngũ của mình. Và ngoài ra chúng ta còn có cái công cụ rất là tuyệt vời để hỗ trợ chúng ta phát triển. Thứ nhất đó là cái chương trình tích cực mùa hè. Đó là cái tiền dành cho người đỡ đầu. Bởi vì đó là cái số tiền rất là tuyệt. Những cái người tham gia tham gia cái chương trình này thì họ có thể có được những cái khoản thưởng cho những người đỡ đầu, những người hướng dẫn cho những người bên dưới. Và đó là những khoản tiền mà chúng ta có thể có được một cách nhanh chóng, dễ dàng. Ngay cả những người mới tham gia cũng có thể là có được cái khoản tiền này. Và tiếp theo chúng ta có chương trình là lan tỏa hạnh phúc, để đưa ra những cái chip cho khách hàng. Và tất cả chúng ta đều có những lợi ích, cả khách hàng, cả đối tác, cả công ty đều có lợi ích. Không ai lợi dụng ai cả, tất cả mọi người đều, đôi bên cũng có lợi. Mỗi người đều có những cái lợi ích nhất định khi mà tham gia chương trình này. Và ngoài ra để gia tăng đội ngũ của mình thì chúng tôi cũng sử dụng các cái công cụ online khác nhau. Đó là các cái sự kiện online cho từng đội nhóm, cho từng đội ngũ. Ngoài ra thì chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi bây giờ đã có những cái thủ lĩnh rồi, họ sẽ có bắt đầu chia đỏ đội ra và họ có thể tổ chức những cái chương trình sự kiện online cho đội của bên dưới của mình. Và chúng tôi sẽ đưa ra những cái chương trình như thế để cho mọi người hào hứng tham gia. Gần đây chúng tôi có cái chương trình là có một câu chuyện đa cấp, và trong 3 ngày đã có được 500 người tham gia. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa ra những cái, vạch ra những cái kế hoạch cho mọi người để tập trung vào những cái điểm trọng điểm để phát triển. Và ví dụ như là mỗi thứ hai hàng tuần chẳng hạn, chúng tôi sẽ tập trung và đưa ra kế hoạch cho cả team, cho cả đội. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hoạt động rất là nhiều, và chúng tôi có những người trẻ, những người thành công với bán hàng đa cấp, bởi họ hiểu được là cái hệ thống này là một hệ thống rất là có tương lai. Và có nhiều người đi theo cái ngành kinh doanh truyền thống thì họ cũng bắt đầu hiểu ra, và họ cũng bắt đầu tìm cách bán theo kiểu đa cấp. Ví dụ như là các bạn biết là ở Nga thì có cái Yandex Taxi thì cũng như vậy, cũng hoạt động tương tự như vậy. Như vậy có nghĩa là gì? Kinh doanh đa cấp là một cái kinh doanh có tiềm năng và có hiệu quả lớn, cho nên là mọi người đều muốn thực hiện theo cái mô hình đó. Và khi mà mọi người đã hiểu được cái lợi ích mà mọi người có thể nhận được khi tham gia kinh doanh đa cấp rồi thì họ sẽ đến với chúng ta, nhất là khi sản phẩm Siberian Wellness và những cái chương trình kinh doanh thì nó rất là thú vị. Và chúng ta có thể nói là bây giờ là công ty số 1 trong cái ngành này. Và để kết thúc thì tôi xin chúc mọi người là có thể tham gia Siberian Wellness, chúc mọi người mỗi ngày đều cố gắng một chút để cuối cùng đạt được cái kết quả lớn nhất. Dù mỗi ngày chúng ta đi một bước nhỏ thì kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Và trong ngành này thì chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Bởi con đường của chúng ta đã trải sẵn rồi, chúng ta chỉ cứ việc đi theo cái con đường đấy thôi. Và chúng ta chỉ cần hành động, mà chúng ta cố gắng chúng ta sẽ làm được. Và mỗi ngày chúng ta chỉ cần bước từng bước ngắn và chúng ta sẽ đạt được kết quả cuối cùng rất là tuyệt vời. Chị Natalia nói rất đúng. Chỉ có những ai không làm gì thì mới không đạt được kết quả thôi, còn những người mà cố gắng thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Chúng ta bây giờ sẽ chuyển theo một người nữa, cũng có câu chuyện vô cùng cảm động và mang lại nhiều cảm hứng cho người nghe. Đó là chị Nina, bà Nina Sichova. Trước đây bà là một cô nuôi dạy trẻ. Bà đến với công ty vì sản phẩm. Bà đã đạt được những kết quả tuyệt vời và hôm nay chúng ta đang chúc mừng bà với danh hiệu thủ lĩnh quốc gia của Nga. Đội ngũ của bà có 5 người sở hữu xe hơi. Bà có các đối tác ở 5 nước khác nhau. Thu nhập với tổng doanh số của cả năm của cả team là 800.000 đô la Mỹ.
Và mình chúng ta vẫn biết là khi mà những người đến với cả kinh doanh đa cấp thì bởi vì họ sẽ tìm thấy một cái giá trị nào đấy ở công ty, ví dụ như là sản phẩm hay là con người. Và với những người trong nhóm của bà Nina thì cái giá trị đó chính là giá trị sinh thái. Và bây giờ bà Nina sẽ giới thiệu với chúng ta về đội ngũ của bà. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các đối tác của Siberian Wellness. Chúng tôi trước khi mà làm quen với công ty thì tôi chỉ là một cô nuôi dạy trẻ, một nhà trẻ. Tôi rất yêu công việc của mình. Tôi cũng rất thích cái những gì mà tôi làm thời đó. Thế nhưng mà tôi vẫn luôn có một ước mơ cháy bỏng, đó là được tự do. Được tự do và phát triển. Được phát triển. Và cái mong ước có được một ngôi nhà thật to, thật lớn, một ngôi nhà riêng của mình. Được xây dựng mà không cần phải vay nợ, không cần phải xin tín dụng của ai, bằng tiền của chính mình. Cái đó là một cái mong muốn và sau đó biến thành một ước mơ. Và ước mơ sau đó đã trở thành mục tiêu. Thế nhưng tôi hiểu là nếu mà làm ở nhà trẻ thì còn lâu tôi mới kiếm được đủ tiền để xây một cái ngôi nhà như vậy. Và khi mà tôi đến với công ty Siberian Wellness thì đó là một cái quyết định có ý thức, một cái lựa chọn có ý thức, không phải là ngẫu nhiên. Bây giờ thì tôi đã có một ngôi nhà của mình rồi. Chúng tôi vẫn chưa chuyển vào để ở, chúng ta vẫn đang xây dựng, nhưng mà chúng tôi đã bắt đầu xây dựng ngôi nhà riêng của mình rồi. Và tôi rất vui mừng là cái mục tiêu của mình đã bắt đầu được thực hiện. Khi tôi đến công ty thì tôi chẳng có một chút kinh nghiệm nào cả, chưa có một chút kinh nghiệm nào về bán hàng đa cấp cả. Tôi đến bởi vì lời kêu gọi của từ trái tim của mình, trái tim của tôi thúc giục tôi phải đi đến với Siberian Wellness. Tôi đã lựa chọn công ty này bởi vì đó là một công ty phát triển tốt nhất, lớn mạnh nhất trong thời đại này, và công ty mà luôn đi cùng thời đại. Công ty có một hệ thống đào tạo rất là lớn, hệ thống phương pháp rất là tuyệt vời, có rất nhiều cấp đào tạo, và tôi rất biết ơn bà chủ tịch Tatiana Grachowska của chúng ta, bởi vì chủ tịch luôn hỗ trợ chúng ta, luôn giúp đỡ chúng ta, luôn ở bên chúng ta. Xin cảm ơn anh Yuri Gichev là người đã phát triển các sản phẩm tuyệt vời của chúng ta. Cảm ơn công ty vì công ty đã làm tất cả những gì có thể để cho tư vấn viên, cho các đối tác. Và tôi cũng xin cảm ơn các cái nhóm thủ lĩnh mà luôn hỗ trợ lẫn nhau. Ngày hôm nay, ở trong đội nữ của chúng tôi có 5 nước: Kyrgyzstan, Kazakhstan, Đức, Nga, Uzbekistan. Và quan trọng nhất đó là chúng tôi có sự đỡ đầu. Tôi đã học được của người đỡ đầu của tôi, và tôi bắt đầu tiếp tục truyền xuống cho những người dưới. Đội ngũ của tôi đó là niềm tự hào của tôi. Đội ngũ của tôi khác những đội ngũ khác ở chỗ nào? Trước hết đó là hệ thống đào tạo. Chúng tôi luôn luôn đào tạo, chúng tôi luôn luôn học mỗi ngày. Và chúng tôi đưa ra những cái chương trình khuyến mãi, chương trình promo của công ty, của chính mình, của mỗi người tự đưa ra. Chúng tôi là những người cùng chung chí hướng, chúng tôi cùng hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy nên là chúng tôi luôn có những chiến thắng. Một trong những giá trị lớn của chúng tôi đó là những cái dự án sinh thái. Chúng tôi luôn làm những việc tốt cùng với nhau, cùng với công ty. Chúng tôi luôn tham gia các dự án từ thiện của công ty. Ngay khi công ty có tuyên bố những cái dự án thì chúng tôi đã cùng nhau trồng được hơn 150 cái cây ở thành phố quê hương chúng tôi, thành phố Omsk. Ở đây cùng với đội của chúng tôi thì còn có các cái đối tác và các cái thủ lĩnh khác nữa. Chúng tôi còn có một dự án nữa gọi là con đường của những việc làm, những việc thiện. Và cảm ơn các cái đối tác, cảm ơn các khách hàng, cảm ơn những thủ lĩnh trong thành phố đã cùng nhau chung tay để hỗ trợ những đứa trẻ bị ung thư. Chúng tôi có những người rất là trẻ cùng tham gia với chúng tôi. Cảm ơn những bạn trẻ đã mang lại sự đổi mới cho đội ngũ cũng như cho chính tôi. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau, và nhờ các bạn trẻ thì tôi bắt đầu hiểu được và đã bắt đầu có được những cái kiến thức về hệ thống online. Nhờ các bạn hỗ trợ thì tôi mới học được những cái phương pháp đó. Các bạn mang lại cho chúng tôi những cái năng lượng tích cực như vậy, mang lại sức mạnh cho chúng tôi. Những người thủ lĩnh đó là những người dẫn dắt đội ngũ ra sau mình, và người thủ lĩnh bao giờ cũng phải đi đầu, đi trước dẫn đầu, làm gương cho những người khác. Bây giờ tôi đang có một cái chiến thắng cá nhân rồi. Qua 2 năm qua tôi đã thay đổi rất là nhiều.
và tôi đã giảm được 36 kg. Đó là một cái chiến thắng rất là lớn, và tôi cho rằng đây là chiến thắng chung của cả đội ngũ của chúng ta, của chúng tôi. Còn ngoài ra chúng tôi còn có những cái chiến thắng cá nhân như là học hỏi được nhiều công nghệ mới. Cái việc kinh doanh của chúng ta là việc kinh doanh tự do. Chúng ta có được tự do, chúng ta làm việc không phải vì tốc độ, không phải vì tiến độ, mà chúng ta làm việc vì chất lượng, vì kết quả. Và những cái chiến thắng ngày hôm nay của chúng ta đó là cái kết quả chung của tất cả đội ngũ. Xin cảm ơn tất cả các bạn, xin nhân mình cảm ơn các bạn. Và tôi mong muốn tất cả mọi người đều có được sự tự do. Và tôi có một cái phương châm cho cả đội, đó là chúng ta luôn luôn phải đi về phía trước, không bao giờ dừng lại, cứ thế là đi, cứ tiến, cứ phải tiến. Và tôi rất mong muốn được gặp gỡ mọi người ở ngoài đời thực, ở offline. Và tôi rất chờ mong có được một sự kiện mà để chúng ta có thể gặp gỡ lẫn nhau. Tôi chúc tất cả các bạn thành công, chúc các bạn chiến thắng. Mong sao tất cả những người tham gia sự kiện này đều thành công. Xin cảm ơn chị Nina, cảm ơn chị về câu chuyện rất là truyền cảm hứng. Và tôi biết rằng là bây giờ có rất là nhiều người đang theo dõi. Các bạn hãy bày tỏ cái phản ứng của mình, hình trái tim hay là hình like. Thì xin cảm ơn các bạn. Còn bây giờ tôi sẽ chuyển đến phần vinh danh tiếp theo. Và chúng ta sẽ nói dùng những lời của chị Olga Varantsova, đó là chúng ta phải làm thế nào để cho có thêm nhiều người có chủ xe hơi nữa. Vậy thì có những người mà bây giờ tôi xin giới thiệu thì đó là một đôi vợ chồng, họ đã có 8-9 người có xe hơi trong đội ngũ của mình rồi. Đó là các thủ lĩnh vàng quốc gia Ina và Yevgeny Ilin. Họ đã có kinh nghiệm làm hơn 20 năm nay rồi, và họ đã nhiều lần thắng được những cuộc thi và giành được những chuyến đi du lịch với mức thu nhập của cả đội ngũ của họ là hơn 800.000 đô la Mỹ một năm. Và tôi xin mời anh Yevgeny và chị Ina. Xin chào các bạn. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với các bạn về thành công của chúng tôi. Tất nhiên, trước hết là chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty, vì công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi được phát triển và được đóng góp vào nền kinh tế quốc tế, kinh tế thế giới, được thay đổi bản thân và thay đổi thế giới xung quanh. Tôi biết là mọi người đều có những mục tiêu lớn, và chúng tôi biết là tất cả những mục tiêu đó đều phải có sự đóng góp của tất cả, có rất nhiều người tham gia. Xin chào mọi người, xin chào cả đội. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến công ty Siberian Wellness vì những cơ hội mà công ty đã mang lại cho chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn riêng đối với chủ tịch công ty chị Tatiana. Tôi cho rằng một trong những nguyên nhân chính mà chúng ta có thể chúng tôi đạt được cái danh hiệu này, đó là nhờ vào đội ngũ của chúng tôi. Đội ngũ của chúng tôi luôn luôn hỗ trợ và chung tay đóng góp với chúng tôi. Bây giờ khi mà chúng ta đang đối mặt với sự khủng hoảng do dịch Covid, thì chúng tôi đã chuyển hết sang cái cách thức làm việc online. Chúng ta cùng chung tay để học hỏi những phương pháp mới. Các đối tác của chúng tôi thì đã cùng nhau tạo ra những cái nhóm chat, các nhóm Zoom, họ tự thỏa thuận với nhau, tự kết hợp với nhau mà không cần, thậm chí không cần chúng tôi hướng dẫn, bởi vì họ bản thân họ cũng đã trưởng thành và họ đã trở thành những thủ lĩnh xứng tầm. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy những cái bài presentation rồi, những cái hình ảnh những con người mà đã tham gia và cái phong trào thủ lĩnh phối hợp của chúng tôi. Đó là chúng tôi đã chung tay với nhau, và trong mấy tháng, 4 tháng vừa qua thì cái doanh số của chúng tôi đã gia tăng rất nhiều và mọi người cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều tích cực tham gia cái phong trào thủ lĩnh chung tay để cùng hỗ trợ lẫn nhau. Và các thủ lĩnh kết hợp với nhau để đưa ra những cái phong trào, những cái chương trình để giúp nhau tăng trưởng còn tốt hơn trước nữa. Và tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả đội ngũ, xin cảm ơn đến các thủ lĩnh, đặc biệt cảm ơn những đối tác của chúng tôi, những người mà chúng ta nhìn thấy trên slide này. Chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả cộng đồng Siberian Wellness một trong những công nghệ mà
tất cả mọi người đều có thể sử dụng để đạt được những danh hiệu cao trên nấc thang sự nghiệp. Chúng ta có một thủ lĩnh, tư vấn viên chuyên nghiệp, chị Tatiana Arkhipova. Năm ngoái chị tham gia hàng thứ nhất của tôi online. Hồi đó chị cũng đã bắt đầu làm đa cấp rồi, và chị đã hiểu được rằng là làm đa cấp thì sẽ có tiền, nhưng mà quan trọng là phải tìm được một công ty mà có cái sản phẩm tốt, sản phẩm thật, sản phẩm chất lượng, và có được cái hệ thống đào tạo. Và chúng tôi đã gặp nhau, tôi đã gặp chị ấy, và chị Tatiana đã trở thành đã tham gia chương trình BT5000 và tham gia chương trình Quick Start. Và sau khoảng nửa năm thì chị đã đào tạo, chị đã học ở các cái sự kiện của công ty. Chị tham gia các sự kiện khác nhau ở Istanbul, ở Thổ Nhĩ Kỳ và các sự kiện khác để học hỏi thêm. Và chị Tatiana thì muốn tìm thấy một cái hệ thống tự động tuyển dụng để đưa những người mới đến với công ty. Và đến tháng 5 thì chị đã làm được một cái trang landing page, để chị ở đó chị đã nhận những cái câu hỏi, những cái đơn hàng. Và hiện nay thì có rất là nhiều đơn hàng là của anh nhận được qua đó. Chị đã nhận những cái thông tin của mọi người và phỏng vấn mọi người, và chị đã viết ra một số cái chương trình để có thể đào tạo online. Và bên dưới của chị thì có 52 người mới tham gia. Và từ tháng 5 đến giờ thì chị tăng được cái doanh số từ 5.000 lên 20.000 điểm. Đặc biệt là cái cách làm việc của chị là các đối tác chủ chốt thì giúp hỗ trợ cho những người mới, và như vậy thì là họ tự hỗ trợ lẫn nhau. Công ty đã phải trải qua đến 3 cuộc khủng hoảng khác nhau rồi, năm 1998, năm 2008 và bây giờ là năm 2020. Và sau mỗi lần khủng hoảng thì công ty lại phục hồi và vươn lên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ năm 2008 thì chúng ta đã qua được với sự tăng trưởng 10 lần. Và chúng tôi rất hy vọng rằng là đến sau năm 2020 này, khi chúng ta thoát khỏi được cái khủng hoảng toàn cầu vì do dịch Covid, thì chúng ta sẽ có được cái doanh số gấp mấy lần trước đây. Tôi sẽ có được một ngôi nhà ở Hy Lạp, và mong muốn rằng là các bạn trong đội ngũ của chúng tôi, chúng ta hãy đang có cái vị trí thủ lĩnh quốc gia rồi, mọi người hãy cố gắng đạt đến danh hiệu đó đi. Tôi chúc mọi người có được những thành công. Xin cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại. Xin cảm ơn chị Ina, anh Evgeny vì bài phát biểu rất tuyệt vời của anh chị. Và tôi thực sự rất là muốn nghe theo anh chị và bắt đầu nhận được cái giải, cái vị trí thủ lĩnh quốc gia như anh vừa chúc mọi người đấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang châu Á nhé. Ở Mông Cổ chỉ có 3 triệu dân mà thôi. Và theo thống kê thì cứ 3 người thì lại có 1 người hoặc là khách hàng hoặc là đối tác của công ty Siberian Wellness. Đây thật là một cái kết quả tuyệt vời, khó tin. Và tất cả mọi người chắc là đều muốn biết là họ làm cái gì mà để có được những cái kết quả như vậy. Chúng ta hãy hỏi Mông Cổ nhé. Xin chào mọi người, đây lại là Mông Cổ. Bây giờ chúng tôi đang tiếp tục giành được những cái chiến thắng, giành được những thành tựu ở Mông Cổ. Chỉ có vài tháng qua thôi mà chúng tôi đã có 402 danh hiệu mới, 1 danh hiệu thủ lĩnh quốc gia, 4 danh hiệu thủ lĩnh cao cấp, 6 danh hiệu thủ lĩnh, 21 danh hiệu tư vấn viên chuyên nghiệp, 27 người tham gia chương trình dự án xe hơi. Đúng là những kết quả tuyệt vời phải không các bạn? Và tất nhiên thì cái doanh số cũng tăng gấp đến 3 lần. Và trong top chui vào top 10. Trong câu lạc bộ 1000 thì chúng tôi có một vị trí ở trong thủ lĩnh của Mông Cổ. Ngoài ra chúng ta còn có 4 trên 10 thủ lĩnh thì là cũng đạt được những kết quả rất tốt. 4 thủ lĩnh cao cấp, các bạn có muốn nghe câu chuyện của họ không? Tôi sẽ rất là vui lòng được chuyển lời đến cho một thủ lĩnh cao cấp mới của chúng tôi ở Mông Cổ. Xin mời các chị Batman. Xin chào, tôi tên là Batman. Tôi sống ở Mông Cổ và tôi cũng có một tổ chức về phụ nữ kinh doanh, mà tôi rất
muốn là có thật nhiều người phụ nữ Mông Cổ có được cái thu nhập cao và có cuộc sống hạnh phúc. Bởi vậy cho nên là tôi đã tham gia vào Siberian Wellness. Ngày hôm nay tôi xin lưu ý, tôi tập trung vào tuyển dụng nhiều hơn do là có dịch nên chúng tôi vừa làm online vừa làm offline. Chúng tôi gặp nhau để chúng tôi đào tạo, chúng tôi tuyển dụng. Và tôi rất là vui mừng vì mình đội cũ của mình đã đạt được những cái kết quả cao như vậy. Bản thân tôi cũng đã được đi một chuyến đến Dubai. Và tôi cũng đạt được nhiều thành tích tốt khác với Siberian Wellness. Và tôi cũng đã trở thành tham gia dự án xe hơi và đã có được cái chiếc xe có thương hiệu mà tôi mơ ước bấy lâu nay. Và đó sẽ là một động lực tốt để tôi tiếp tục phát triển. Chúng tôi có 25, chúng tôi có rất là nhiều đối tác và khách hàng. Chúng tôi có đến rất nhiều người cũng quyết định trở từ khách hàng trở thành tư vấn viên. Và tôi chúc các mọi người đều hạnh phúc trong ngành này. Và chúng tôi xin cảm ơn mọi người, xin hẹn gặp lại. Chào tất cả mọi người, tên tôi là Akchab, là Burjikhon, tôi là ở Mông Cổ. Tôi làm việc ở Siberian Wellness được 2 năm nay rồi và bản thân tôi cũng đã được phát triển và được thay đổi rất là nhiều. Và cả cuộc sống của chúng tôi, của tôi cũng thay đổi rất nhiều. Thành tựu của chúng tôi đã mang lại, đã nhờ được những thành tựu, chúng tôi đạt được những thành tựu này là nhờ công ty đã mang lại chúng tôi những cơ hội rất là khác nhau. Ở đây là những cơ hội phát triển công việc riêng ra của mình rất là nhanh. Tôi làm việc cả online lẫn offline. Tôi ở công cổ chúng tôi có nhiều người không có điều kiện tiếp cận với Internet, cho nên tôi phải gặp riêng với họ, gặp trực tiếp để giới thiệu cho họ về công ty, giới thiệu về sản phẩm và các cơ hội kinh doanh. Những người trong đội ngũ của chúng tôi đang hoạt động ở trên 9 trên 21 khu vực của Mông Cổ và chúng tôi liên tục tuyển dụng và chúng tôi thường có thêm 20-30 người đến tham gia đội ngũ của chúng tôi. Mỗi ngày. Trước đây thì có những người họ không tin tưởng và họ tỏ ra nghi ngờ chúng tôi. Thế nhưng mà bây giờ khi tôi đã thành công rồi thì mọi người có thể nhìn vào đó và hiểu được. Tôi đã có được một căn hộ 2 phòng cho riêng mình sau một thời gian làm việc với công ty. Đội ngũ của chúng tôi có rất là nhiều người trẻ và họ luôn quyết tâm đi tới thành công, đi tới mục tiêu đặt ra. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào, tôi tên là Utsai Kanbat. Tôi làm việc ở Siberian Wellness 2 năm nay. Và trước khi tôi bắt đầu nghỉ thì tôi đã làm việc ở Siberian Wellness. Tôi đã có được một chiếc xe màu đỏ theo dự án xe hơi và đó là một cái động lực rất là lớn. Sau 4 tháng thì cái thưởng xe hơi đã giúp tôi trả hết tiền cho chiếc xe đó. Và tôi đã thường xuyên post các bài trên Facebook và có những người đến với tôi. Tôi đã nghiên cứu cái công việc này rất là kỹ. Chúng tôi nghiên cứu các cái chương trình marketing của công ty. Chúng tôi sử dụng những cái nhóm chat và chúng tôi có khoảng 500 người tham gia tìm đến với chúng tôi mỗi tháng. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc làm nào để có thật nhiều thủ lĩnh ở trong đội ngũ của mình. Và tôi rất mong muốn là đã được thành công. Xin chào, tên tôi là Ocean Bat. Mà tôi sinh sống ở Ulaanbaatar, tôi 38 tuổi và tôi có 3 con rồi và tôi đang chuẩn bị có thêm một đứa nữa. Mà tôi không có cơ hội nào để làm việc trực tiếp, làm việc offline và tôi toàn làm online là chính. Tôi có các cái nhóm Instagram hoặc chat. Tôi tìm các đối tác qua đó, chúng tôi có 3 nhóm chat dành cho đối tác, dành cho khách hàng và dành cho đội ngũ thân tín. Và chúng tôi có những dự án lan tỏa. Chúng tôi tham gia cái công cụ gọi là dự án lan tỏa hạnh phúc. Và chúng tôi muốn lan tỏa hạnh phúc đến tất cả mọi người. Chúng tôi cũng tham gia những cái chương trình như là câu lạc bộ 1000 hay là mùa hè tích cực. Mà chúng tôi tham gia rất tích cực trong những cái chương trình như vậy. Chúng tôi có 35 đối tác tham gia chương trình câu lạc bộ 1000. Chúng tôi cũng có những nhóm chat dành cho những bà mẹ trẻ. Và mỗi ngày có 20-30 người tham gia. Và có cả những doanh nhân cũng tham gia với chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi đào tạo 10 đến 15 chương trình đào tạo. Và có những người mà họ muốn tham gia chương trình nhà ở, họ cũng đến với chúng tôi để hỏi han. Và chúng tôi cũng có cái chương trình này dành cho những người trẻ tuổi, bởi vì là họ là những người mà rất là quan tâm đến việc vừa là tìm hiểu sản phẩm, cũng là để tìm hiểu những cái cơ hội để có được nhà ở hoặc là xe hơi. Chúc các bạn, mà họ cũng là những người trẻ tuổi mà có biết cách làm việc online cho nên là họ cũng sẽ bắt nhịp rất là nhanh. Xin cảm ơn mọi người.
Tôi rất vui mừng giới thiệu với các bạn những thủ lĩnh quốc gia của Mông Cổ, Bontuan và Bodrigon Khunderamsray. Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Khunderamsray và vợ tôi tên Bontuanga. Chúng tôi là đến từ thành phố Chinggis. Vợ của tôi ngày trước đây làm việc ở cơ quan nhà nước. Chúng tôi đã đạt được danh hiệu thủ lĩnh quốc gia và đó là một điều chúng tôi rất là vui mừng. Chúng tôi đã có được thông tin từ người đỡ đầu và kể từ ngày đó chúng tôi đã đưa ra quyết định để hợp tác với công ty này. Chúng tôi đã nghiên cứu cái kế hoạch kinh doanh và chúng tôi rất thích những cái phần bonus của công ty. Chúng tôi đã nhận được, chúng tôi muốn có một chiếc xe hơi riêng, chúng tôi muốn được đi du lịch, chúng tôi muốn có được ngôi nhà riêng và chúng tôi đã đạt được tất cả những cái đó. Chúng tôi làm việc đã 3 năm và doanh số của chúng tôi đã tăng gấp 50 lần kể từ ngày đầu. Đó là do bởi vì chúng tôi tham gia những chương trình club, câu lạc bộ 1000. Và cái điều đó, cái công cụ này giúp cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng tham gia cái chương trình lan tỏa hạnh phúc. Chúng tôi cũng có những cái chương trình promo dành cho đối tác của mình do chúng tôi đứng ra tổ chức. Và tất nhiên thì là cái việc quan trọng nhất là chúng tôi phải tuyển dụng và tuyển dụng. Mỗi ngày chúng tôi phải cố gắng tuyển thêm 3 đến 5 người và ngày nào chúng tôi cũng phải tham gia vào các nhóm chat để giới thiệu sản phẩm, giới thiệu các cơ hội của mình với mọi người. 2 lần một tuần thì chúng tôi đào tạo offline, chúng tôi gặp gỡ mọi người trực tiếp để giới thiệu sản phẩm mà chúng tôi mong muốn được mang cái cơ hội tuyệt vời đến của Cyber Awareness đến cho mọi người. Chúng tôi đặt ra mục tiêu là đạt được cái danh hiệu cao nhất và có được ngôi nhà ven biển ở Hy Lạp. Và tôi rất cảm ơn những nhà đỡ đầu của chúng tôi và chúng tôi xin chúc mọi người hạnh phúc. Tôi xin chúc mọi người hạnh phúc và thành công. Chào các bạn, chúng ta lại có mặt ở Serbia rồi và tôi hy vọng là các bạn vẫn đầy năng lượng và đầy pin trên điện thoại. Tôi nghĩ là năng lượng thì các bạn vẫn đầy thôi, bởi vì là chúng ta có trải qua sự kiện bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta vẫn đầy năng lượng thôi mà. Bây giờ chúng ta sẽ bay tới Việt Nam, bởi vì ở Việt Nam thì mọi việc luôn luôn diễn ra rất là tuyệt vời trong vòng 2 tháng vừa rồi. Chúng ta có rất nhiều năng lượng mới và rất là nhiều câu chuyện thú vị. Nếu như nói về Việt Nam thì tôi và anh Mitri đã có mặt ở đó rất là nhiều lần rồi. Đó là một đất nước tuyệt vời. Và chúng tôi chỉ vừa mới lên máy bay để quay về nước thì đã muốn quay trở lại Việt Nam luôn rồi. Bởi vì là mặt kinh tế thì Việt Nam là một đất nước đang phát triển rất là nhanh. Thế nhưng mà quan trọng nhất là con người. Tại nhà biết nữa không? Tôi chắc chắn là tôi không bao giờ ngạc nhiên về những thành công của Việt Nam cả. Bởi vì đó là một chuyện đương nhiên. Và tôi nghĩ là những người bạn Việt Nam thì rất cần cù và luôn luôn giành được những danh hiệu cao. Ôi rồi chỉ cần theo dõi cái Instagram của Chủ tịch Tatiana thôi, chúng ta cũng có thể thấy rất là nhiều câu chuyện của người Việt Nam ở đó. Chị Tatiana luôn luôn làm nóng bầu không khí bằng những câu chuyện tuyệt vời của Việt Nam, của những người bạn Việt Nam của chúng ta. Thế nhưng mà như tôi đã nói là gì, tôi thấy không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tại sao? Bởi vì cái sự cần cù, sự yêu lao động và sự chân thành của người Việt Nam thì làm cho tôi thấy là cái việc họ thành công trong Siberian Wellness thì đó là điều đương nhiên rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ sang Việt Nam và tôi sẽ nói là xin chào Việt Nam. Xin chào Siberian Wellness. Hiền xin dụ được đại diện cho Việt Nam đứng đây gửi lời chào cũng như là chia sẻ những kết quả thành công của Siberian Wellness Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thực sự là rất vinh dự tự hào để chia sẻ với tất cả các bạn rằng cùng với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống tư vấn viên, các leader, Siberian Wellness Việt Nam đã vừa đạt được cái kết quả kinh doanh của chúng tôi là tăng trưởng 100%. Và tuyệt vời hơn nữa là chúng tôi đã có 1.083 danh hiệu mới. Và không chỉ có như vậy, chúng tôi đã có 151 người đang trên con đường thi đua chương trình khởi động nhanh. Đây là một kết quả vô cùng tuyệt vời mà Việt Nam có được trong vòng 4 tháng, mặc dù đại dịch Covid. Và các bạn có thể nhìn thấy cái kết quả của Việt Nam chúng tôi tuyệt vời đến như thế nào khi trong vòng có 4 tháng chúng tôi đã có được 53 tư vấn viên chuyên nghiệp. Đây là một con số vô cùng tuyệt vời. Và không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi còn tự hào để vinh danh 13 leader mới trong vòng 4 tháng.
À, và không chỉ dừng lại ở đây, con số những quản lý, những leader cao cấp của chúng tôi, các bạn có thể tưởng tượng nổi đến ngày hôm nay chúng tôi đã có 6 quản lý leader cao cấp mới. Và hôm nay họ sẽ là những người chia sẻ với các bạn trong chương trình này. Và đấy mới chỉ là những bước khởi đầu. Việt Nam thực sự vinh dự và tự hào bởi vì chỉ trong vòng 4 tháng chúng tôi liên tiếp đạt được những cái danh hiệu mới, danh hiệu lớn, danh hiệu mà trước nay rất nhiều quốc gia có thể mong muốn để có thể được điều này. Và chúng tôi tháng vừa rồi đã có ngay một thủ lĩnh quốc gia mới đến từ một vùng đất rất là khó khăn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi lại có một cái danh hiệu thủ lĩnh vàng quốc gia thứ 2 trong vòng 4 tháng. Và tuyệt vời hơn nữa, đây là lần đầu tiên Việt Nam chúng tôi có được danh hiệu này. Đó là danh hiệu thủ lĩnh kim cương quốc gia. Và đây chính là những cái kết quả mà có được do sự nỗ lực của tất cả các tư vấn viên, của đội ngũ nhân viên và tất cả các leader chúng tôi đã nỗ lực trong thời gian vừa qua. Và một trong những cái thành quả mà chúng tôi luôn luôn hướng đến và tất cả các tư vấn viên chúng tôi luôn luôn mong mỏi, đó chính là một cái chương trình mà CyberConnect đưa ra để tất cả các tư vấn viên có thể thi đua. Đó là gì ạ? Chương trình quỹ xe hơi. Và chúng tôi đã có 91 người thi đua trong quỹ này. Và hiện nay chúng tôi đã đóng góp thêm được 41 người mới. Và đây là một thành quả mà tôi thực sự rất là vinh dự đứng đây để được chia sẻ với tất cả các bạn. À, nhưng mà để làm thế nào để có được thành quả này thì bản thân Hiền không thể chia sẻ với các bạn được, mà chúng tôi sẽ muốn được mượn lời tất cả các leader thành công của chúng tôi. À, người đầu tiên mà phía Việt Đầu Cầu Việt Nam muốn được giới thiệu với Đầu Cầu Thế Giới đó chính là một thủ lĩnh cao cấp đến từ miền Trung. Bạn là một cô gái xuất thân là một giáo viên, nhưng mà bạn đã thay đổi để có một sự thay đổi trong cuộc sống của mình cùng với CyberConnect. Vậy các bạn có muốn lắng nghe chia sẻ của người leader này không ạ? À, vâng, vậy thì chúng ta hãy bình tĩnh để có thể chuyển đầu cầu sang Zoom của thị trường miền Trung. Xin trân trọng giới thiệu thủ lĩnh cao cấp Lê Thị Thương và Trần Văn Tiến ạ. Xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Lê Thị Thương, tôi đến từ Việt Nam. Sau 2 năm hợp tác với Siberian Wellness, tôi đã có một đội ngũ kinh doanh siêu tuyệt vời. Họ đến từ những ngành nghề khác nhau, doanh nhân, bác sĩ, giáo viên, nông dân, các bà mẹ bỉm sữa. Tất cả họ đều có những khát khao cháy bỏng, khẳng định mình, thay đổi cuộc sống, giúp mình, giúp người và giúp đời. Họ thực sự là những người anh hùng, chị hùng trên mặt trận xóa đói giảm nghèo và làm giàu tập thể. Làm Siberi chỉ cần bạn dùng sản phẩm đúng, đủ, đều và sau đó bạn kể cho người khác để họ cũng được dùng sản phẩm tốt như bạn. Nếu bạn có trái tim lớn, ý nghĩ lớn, khát vọng lớn trên nền tảng đạo đức, trí tuệ và nghị lực, bạn sẽ nhanh chóng tập hợp được nhiều người đồng hành cùng với bạn. Bạn phải là thỏi nam châm để thu hút những người cùng khát khao giống như bạn. Bạn hãy khởi tâm cùng mọi lúc mọi nơi để cùng nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới chung tay đẩy lùi đại dịch COVID, tạo ra hàng ngàn, hàng triệu việc làm. Sau 2 năm kinh doanh, đội ngũ của chúng tôi đã có 9 người được bước vào dự án xe hơi. Và chắc chắn năm nay sẽ là một năm bùng nổ với đội nhóm của chúng tôi. Tôi sẽ dẫn dắt đội ngũ của mình để chinh phục hết tất cả các nấc thang trong sơ đồ trả thưởng của Siberian Wellness. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của thủ lĩnh cao cấp Lê Thị Thương, Trần Văn Tiến rất là nhiều. Cũng chúc cho em và đội ngũ của mình sẽ đạt được mục tiêu của mình trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở miền Trung của Việt Nam thì CyberConnect còn lan tỏa những cái tình yêu thương cũng như giá trị của mình đến với tất cả các vùng miền của Việt Nam. Và đại diện cho khu vực miền Nam đến với các bạn CyberCầu hôm nay, Hiền xin trân trọng mời lên đây sự chia sẻ của thủ lĩnh cao cấp Nguyễn Ngọc Sáng và Lê Thị Thanh Quang. Đây là những con người luôn luôn lan tỏa những cái giá trị yêu thương của CyberConnect đến với cộng đồng. Xin chào tất cả các bạn còn đang theo dõi sự kiện trực tuyến quốc tế. Tôi tên là Trương Ngọc, Nguyễn Ngọc Sáng và Lê Thị Thanh Quang. Thưa các bạn, đến với Siberian Wellness chúng ta nhận ra 3 giá trị. Thứ nhất là chủ tịch Tatiana Garakovskaya là một người tuyệt vời. Thứ hai là giám đốc khoa học Yuri Gichev cũng là một người tuyệt vời. Thứ ba là công ty Siberian Wellness quá tuyệt vời. Trong cuộc sống vợ chồng chúng tôi luôn giữ 3 điều. Thứ nhất, điều tuyệt vời đó là phải biết nói cho người là nhân. Thứ hai, giải thích rõ ràng cho người thấu hiểu là trí. Thứ ba, lòng nhiệt thành giúp người là nghĩa.
Thế là vợ chồng chúng tôi miệt mài đi gieo ba giá trị trên và đến nay đã thành công với danh hiệu thủ lĩnh cao cấp và trong tương lai gần. Chỉ sang tháng và sang tháng nữa thôi, đội ngũ hùng mạnh đã được đào tạo kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ mở ra một danh hiệu lớn, đó là thủ lĩnh quốc gia. Điều này là chắc chắn. Vâng, chỉ chia sẻ với các bạn một ít thông tin như vậy thôi. Thân ái, chào tạm biệt tất cả các bạn. Vâng, xin cảm ơn những sự chia sẻ của thủ lĩnh cao cấp Nguyễn Ngọc Sáng và Lê Thị Thanh Quang. Rất ngắn gọn, xúc tích, nhưng thành quả ngày hôm nay nó đến từ nền tảng hơn 4 năm mà hai anh chị đã đi gieo vào lòng cộng đồng trong thời gian vừa qua. Và thay mặt cho Cyber Wellness Việt Nam cũng như Cyber Wellness quốc tế, chúc anh chị sớm đạt được mục tiêu của mình trong thời gian tới. Và Việt Nam thì không chỉ thành công bởi những cặp đôi yêu thương theo thời gian, mà còn đến từ những người phụ nữ, những người con gái rất trẻ nhưng họ mạnh mẽ, họ quyết tâm và họ làm việc có khoa học, có tổ chức để có thành công. Và đại diện cho những người như vậy, Hiền rất vinh dự được chia sẻ lên đây. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Phạm Thị Ngọc Ánh, tôi đến từ Việt Nam. Tôi là thủ lĩnh cao cấp trẻ nhất của Việt Nam. Bí quyết thành công của tôi rất đơn giản, đó là tôi tìm những con người có ước mơ, khát khao thay đổi cuộc sống. Tôi xây dựng hệ thống kỷ luật, tuân thủ luật tôn vinh của đội và kỷ luật thép đã tạo nên sức mạnh cho hệ thống của tôi. Tôi nói với tư vấn viên của mình rằng Siberian Wellness không phải là cơ hội duy nhất, nhưng là cơ hội tốt nhất trong tất cả các cơ hội để bạn có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Và nguyên tắc làm việc của đội chúng ta đó là không bao giờ được rời mắt khỏi mục tiêu. Tôi muốn gửi lời biết ơn sâu sắc tới tập đoàn và hệ thống người dẫn đường đã tạo ra một cơ hội vô cùng tuyệt vời để thế hệ trẻ như tôi thay đổi được cuộc sống. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn những lời chia sẻ rất là ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy nhiệt huyết của Phạm Thị Ngọc Ánh. Và tin rằng dưới sự dẫn dắt của Phạm Thị Ngọc Ánh thì đội ngũ Sơn La sẽ đóng góp cho sự thành công của Cyber Wellness Việt Nam cũng như là ghi tên Cyber Wellness Việt Nam trên bản đồ Cyber toàn cầu. Cũng trong một đội nhóm như vậy, nhưng mà bản sắc của một người thủ lĩnh cao cấp mới của chúng tôi lại rất dịu dàng. Mặc dù cô luôn yêu thích trang phục màu đỏ, vậy chúng ta hãy lắng nghe xem phương pháp để bạn thành công là gì. Vâng, xin mời sự chia sẻ của thủ lĩnh cao cấp Lê Thị Hồng Hạnh. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hồng Hạnh đến từ Việt Nam. Tôi hiện là thủ lĩnh cao cấp và tôi đã hợp tác với Siberian Wellness đến nay là tròn 2 năm. Trong 2 năm qua, cuộc sống của tôi đã thay đổi 180 độ. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng mạng lưới doanh nghiệp trên khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam và sau đó mở rộng ra thế giới. Để làm được điều này, đội nhóm của chúng tôi sử dụng công nghệ và làm online 100% ngay từ đầu. Tôi thấy đây là một mô hình kinh doanh cực kỳ thông minh giúp chúng ta phát triển doanh nghiệp toàn cầu, tiết kiệm được tối đa chi phí và bất cứ ai có điện thoại kết nối Internet đều có thể làm được. Chúng tôi có những chương trình đào tạo trực tuyến dành cho tư vấn viên mọi cấp bậc như K5, K6 trở lên. Vì vậy, tư vấn viên hiểu rõ con đường và cách làm nên phát triển mạng lưới rất nhanh. Bên cạnh đó, tôi định vị mình là một thủ lĩnh truyền cảm hứng, luôn truyền những điều tích cực, những lời khen ngợi động viên khích lệ với tới tư vấn viên, giúp họ phát huy được tối đa năng lực của mình để vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công cùng Siberian Wellness. Chúng tôi có một đội ngũ rất là đoàn kết, vô địch và luôn cùng nhau chiến đấu xuyên mọi mục tiêu, đạt được mọi kết quả ngày hôm nay. Chúng tôi vô cùng cảm ơn tập đoàn Siberian Wellness, cảm ơn hệ thống S69, những người dẫn đường và biết ơn những chiến binh trong đội nhóm của tôi. Chúc cho tất cả mọi người sẽ thành công hơn nữa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Lê Thị Hồng Hạnh rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Lê Thị Hồng Hạnh. Bởi vì với những sự chia sẻ của bạn rằng chúng tôi cũng đã cảm nhận được cái nhiệt huyết và cũng hiểu được lý do vì sao mà đội ngũ Sơn La của Lê Thị Hồng Hạnh lại phát triển mạnh đến như vậy. Và bạn lên 2 danh hiệu liên tiếp trong vòng 2 tháng, điều này thì không có gì là có thể khó hiểu cả với một người thủ lĩnh nhiệt huyết đến như vậy. Vậy có một cái hình ảnh khác. Ngay ở đầu cầu Hà Nội thôi thì Hiền cũng rất muốn được chia sẻ với mọi người. Bởi vì bạn là một cô gái rất là nhỏ bé, ăn nói thì rất là khiêm tốn và cuộc sống thì rất là tinh tế. Thế nhưng mà có một cái sự thành công mà nhiều khi cái sự chia sẻ của bạn khiến cho mọi người có thể bật cười, bởi vì nó rất là nhí nhảnh và ngây thơ. Nhưng trong đó thì cả một cái sự thông minh và tuân thủ nguyên tắc của ngành kinh doanh này. Vậy mọi người có muốn lắng nghe phần chia sẻ của bạn hay không? Vậy hãy cùng Hiền mời lên đây thủ lĩnh cao cấp Lương Thị Phương Dung. Vâng, xin mời em. Xin chào tất cả các tư vấn viên của Cyber Wellness trên toàn thế giới.
Tôi là Lương Thị Phương Dung, tôi đến từ Việt Nam. Để có thành công ngày hôm nay thì trước tiên phải kể đến là bởi vì tôi đã chọn được một đối tác rất là tuyệt vời, một môi trường mà giúp tôi có thể phát huy được toàn bộ các cái khả năng của mình. Vì điều này tôi vô cùng biết ơn Talent Granite. Khi mà đã nhìn rất là rõ cái con đường của mình thì tôi đã lựa chọn Siri là sự nghiệp cuộc đời của mình. Và tôi tập trung 100% toàn bộ vào Siri và chỉ có Siri và thôi. Và khi tôi nghĩ là khi mà chúng ta đã dành toàn tâm toàn ý với một công việc, một cái sự lựa chọn đúng đắn ấy, thì thành công nó là điều đương nhiên mà chúng ta sẽ nhận được trên cái con đường này. Và cũng vì cái điều đấy mà tôi đã thu hút đến cho mình những người đồng đội, những người đồng nghiệp rất là xuất sắc. Và chúng tôi đang cùng nhau để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Siri đến Việt Nam và đến toàn thế giới. Chúc cho tất cả chúng ta nếu mà đã biết đến Siri thì sẽ giành được rất là nhiều điều mà chúng ta mong muốn tại nơi đây. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cảm ơn Lương Thị Phương Dung rất là nhiều. Nãy giờ chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc là tại sao Việt Nam toàn thấy là các nữ nhân, đúng không ạ? Các bạn ấy lại có thể thành công đến như vậy. Vậy các bạn con trai thì sao? Các anh nam giới thì sao? Đây mới là phần bùng nổ của các đấng nam nhi Việt Nam ạ. Và bạn là một người thanh niên rất là trẻ tuổi thôi, đến với Siri chưa lâu, nhưng bạn đã có được những cái sự thành công, có thể nói là đột phá. Và Hiền cũng rất vinh dự và muốn được mời lên đây phần chia sẻ cùng một thủ lĩnh cao cấp mới, trẻ và rất thành công. Bạn chỉ có 6 tháng đã đạt được vị xe hơi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe phần chia sẻ làm thế nào để bạn thành công đến như vậy. Hãy cùng Hiền mời lên đây thủ lĩnh cao cấp Phạm Quang Huân. Vâng, xin mời em. Xin chào tất cả các anh chị em đến từ Cyber Wellness Thế Giới. Và tôi là Phạm Quang Huân. Tính đến bây giờ thì tôi đã hợp tác được với tập đoàn sức khỏe Siri là 1 năm 3 tháng rồi. Và trước khi mà tôi nói về cái thành tích ngày hôm nay tôi đạt được ấy, thì lời đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn đến một người mà đã giúp cho cuộc đời của tôi thay đổi, đó là thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hữu Minh. Cảm ơn tập đoàn sức khỏe Siri và cảm ơn tất cả những anh chị em trong đội ngũ hệ thống H21 của tôi. Và để trong cái quá trình mà 1 năm 3 tháng trôi qua vừa rồi thì tôi, khi mà tôi được đứng lên đây, đó là công sức và công lao của rất là nhiều anh chị em trong hệ thống của mình. Và tôi, khi tôi đứng lên đây thì chắc chắn rằng là tôi sẽ phải làm một điều gì đó để tôi có thể chia sẻ được với tất cả mọi người cái kinh nghiệm cũng như là cái quá trình mà tôi trải qua. Thì tôi có 4 điều. Điều thứ nhất đó chính là cái niềm tin. Tôi có một niềm tin tuyệt đối vào Siri và tôi có một niềm tin tuyệt đối vào người trao cho tôi cơ hội, đó là thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hữu Minh. Cái điều thứ hai đó chính là tôi có, khi mà tôi đã nắm bắt được vào cơ hội Siri rồi thì tôi cần phải lên một cái kế hoạch cũng như là cái tầm nhìn chiến lược để mình bước đi từng nấc thang một trên con đường Siri. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là cái sự tập trung học tập, tập trung phát triển bản thân và tập trung xây dựng hệ thống kinh doanh. Và cái điều thứ tư đó là mỗi một cá nhân chúng ta cần phải có trong mình cái tinh thần đoàn kết. Và nếu như chúng ta có một cái tinh thần đoàn kết ấy, thì chúng ta sẽ làm được nên một cái điều gì đó rất là to lớn và vĩ đại. Và mỗi một anh chị em trong hệ thống H21 của chúng tôi luôn luôn ý thức rằng là nếu như tập đoàn Cyber Wellness có phát triển được thì chúng tôi mới phát triển được. Và chúng tôi luôn luôn ý thức rằng mình sẽ đóng góp một phần nào đó tạo ra môi trường Cyber Wellness thật sự là đáng sống. Và điều đó đã được thể hiện qua khi mà hệ thống của chúng tôi, tất cả những anh chị em đã tổ chức một cái sự kiện hành trình kết nối để kết nối các anh chị em ở trong hệ thống của tập đoàn sức khỏe Siri. Và chúng tôi chắc chắn là sẽ còn tổ chức những cái sự kiện như thế rất là nhiều nữa. Và xin chúc cho tất cả các bạn hãy học tập Việt Nam chúng tôi và hãy làm theo Việt Nam chúng tôi, bởi vì Việt Nam chúng tôi kết quả không biết nói rồi, đúng không ạ? Và xin chúc cho tất cả các bạn chúng ta sẽ thành công với Cyber Wellness. Cảm ơn Phạm Quang Huân rất là nhiều. Rất là tâm đắc với câu chia sẻ của em, đó chính là sự đoàn kết. Các bạn muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì chúng ta phải đi cùng nhau, đúng không ạ? Và đây chính là một cái chân lý. Và không để mất thời gian hơn nữa thì Hiền cũng mời mọi người sẽ quay trở về miền Trung của Việt Nam, đến với một danh hiệu mới cực kỳ tự hào của Việt Nam chúng tôi, đó là danh hiệu thủ lĩnh quốc gia mới trong tháng 7 vừa qua. Bạn là một nam thanh niên rất trầm lắng, nhưng những gì bạn làm thực sự rất là sâu sắc. Và làm thế nào để bạn có được thành công ngày hôm nay thì không để mất thời gian hơn nữa, Hiền xin mời mọi người lắng nghe phần chia sẻ của thủ lĩnh quốc gia mới Phan Trọng Tấn, Hoàng Thị Mai. Vâng, xin mời Phan Trọng Tấn ạ. Xin chào tất cả các bạn trên toàn thế giới. Tôi là Phan Trọng Tấn, tôi đến từ Việt Nam. Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc được gặp các bạn
các bạn quốc tế, các thủ lĩnh quốc tế, các thủ lĩnh ở các nước trên thế giới. Với danh hiệu thủ lĩnh quốc gia mở vào tháng 6 năm 2020, đây là tháng đầy ý nghĩa đối với bản thân tôi. Đây là tháng kỷ niệm tròn 4 năm tôi ký hợp đồng với công ty Siberian Wellness. Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe điều gì khiến tôi từ một bác sĩ trở thành thủ lĩnh quốc gia. Tôi xin chia sẻ với mọi người về 4 điều cần có. Trước hết, đó phải là niềm tin nơi chính mình. Khi bạn tin, cả thế giới sẽ tin bạn. Khi bạn tin bạn làm được thì mọi nguồn lực sẽ đến với bạn. Thứ hai, đó là sức mạnh của ý chí, nghị lực. Cần có ý chí, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, để vượt qua những rào cản, những nỗi sợ hãi, nhất là những người họ phản đối, họ gièm pha chúng ta. Quan trọng nhất đó là phải chiến thắng chính bản thân mình. Ta cần phải thay đổi thói quen để có thể đến thành công, là chiến thắng chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất. Thứ ba, đó là sức mạnh của trí tuệ. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, đây là câu khẩu hiệu mà tôi luôn thích. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Trí tuệ luôn dẫn đầu. Vì vậy, việc học tập để hiểu về sản phẩm, hiểu về chính sách của Siberian Wellness, cũng như để phát triển bản thân và đội ngũ của mình là cực kỳ quan trọng. Thứ tư là sức mạnh của đạo đức. Có người ta vẫn nói là gì, có đức mặc sức mà ăn. Đủ đức cầm vàng sẽ là vàng, thiếu đức cầm vàng sẽ là cát. Đạo đức chính là cầu nối gắn kết mọi người lại với nhau, chính là lẽ sống của mọi người đều cùng nhau theo đuổi. Tôi hiểu rằng lãnh đạo là phải làm gương, phụng sự lớn nhất đó là làm gương. Chính vì thế, mỗi thành viên trong hệ thống S69 của chúng tôi và ngay cả bản thân tôi cũng ngày nào cũng đều phải học tập, rèn luyện để có thể có được 4 điều nói trên và truyền đạt lại cho đội ngũ của mình. Đội ngũ đoàn kết, có trí tuệ, có đạo đức thì chắc chắn là sẽ thành công. Nhất định năm 2021 tôi sẽ trở thành thủ lĩnh quốc tế. Tôi tin chắc như vậy. Xin chúc tất cả các bạn thành công. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ hết sức sâu sắc và chân thành của thủ lĩnh quốc gia Phan Trọng Tấn của chúng ta. Xin chúc cho Phan Trọng Tấn cùng toàn bộ đội ngũ miền Trung chúng ta sẽ sớm đạt được mục tiêu cao hơn trong cuối năm 2020 này. Và các bạn biết không, Siberian Wellness Việt Nam có được ngày hôm nay thì không thể không kể đến một người mà chúng tôi luôn luôn nghĩ chú là người lãnh đạo về mặt tinh thần, chứ không chỉ là những người mang lại những thành tích cho Siberian Wellness Việt Nam. Và nhắc đến người này thì không chỉ Việt Nam chúng tôi mà Siberian toàn cầu chắc chắn biết chú là ai. Đây là niềm vinh dự của Siberian Wellness Việt Nam, là một người thủ lĩnh quốc gia mới, thủ lĩnh vàng quốc gia mới, nhưng chú vô cùng khiêm tốn và vẫn luôn luôn đi gieo những hạt giống yêu thương Siberian Wellness Việt Nam. Và ngày hôm nay, Hiền đại diện cho Siberian Wellness Việt Nam rất mong muốn được mời lên đây sự chia sẻ của thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hữu Minh. Vâng, xin mời chú Minh ạ. Gửi lời chào từ Việt Nam tới tất cả các bè bạn quốc tế, gửi lời chào tới chủ tịch và tất cả những người tham gia trên toàn thế giới. Tôi là Phạm Hữu Minh. Các bạn thấy tôi có một người rất là mãn nguyện đúng không? 6 năm trước khi tôi đặt bút ký hợp đồng, cũng là tôi là viên gạch đầu tiên của một cái building CBD Việt Nam bây giờ rất hùng mạnh. Thì tất cả những điều đó đã được thể hiện trong chia sẻ ngày hôm nay của các thủ lĩnh của chúng tôi và những kết quả đã nêu lên trên bảng. Giờ trong giờ phút này tôi vô cùng hạnh phúc, và trong tôi giờ phút này thì cảm giác dâng trào, thứ nhất là lòng biết ơn, thứ hai là niềm tự hào, và thứ ba là vô cùng tin tưởng. Về lòng biết ơn thì tôi biết ơn chủ tịch Tatiana, giám đốc khoa học Yuri và các nhà khoa học Nga đã tạo ra một công ty tuyệt vời, và đây là một công cụ tuyệt vời để chúng tôi có được những thành quả như hôm nay. Tôi biết ơn đến nhân viên công ty và lãnh đạo công ty Việt Nam. Tôi biết ơn đến tất cả đội ngũ của tôi, từ thủ lĩnh Kim Cương, Trương Huy Cường cho đến tất cả các tư vấn viên, các khách hàng và những người, kể cả những người phản đối trong thời gian qua, họ đã tạo cho tôi sức mạnh, cho chúng tôi sức mạnh. Tôi biết ơn đến nước Nga và đã cho tôi tiếng Nga, và từ đó tôi dịch tài liệu Nga ra bây giờ
thì toàn bộ Việt Nam CVD đã trở nên rất thân thiết. Điểm thứ hai là tôi tự hào. Tôi tự hào vì tôi có một đội ngũ bây giờ rất mạnh mẽ và rất là nhiều người thành đạt, kể cả những người nông dân, kể cả những cụ già 76 tuổi, trong vòng 10 tháng đã trở thành thủ lĩnh. Và những cháu đã sinh năm 95 mới có 25 tuổi đã trở thành thủ lĩnh. Và rất nhiều người từ các nghề khác nhau, từ các lứa tuổi khác nhau, thậm chí là nông dân, thậm chí là trình độ lớp 3, lớp 8, và thậm chí là tiến sĩ trong đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ cực kỳ hùng mạnh và tôi tự hào về họ. Tôi tự hào về khát vọng của họ, tôi tự hào về sự chiến đấu của họ, tôi tự hào về những điều mà họ đã trải qua, những cái họ đã chiến thắng. Và chúng tôi luôn luôn coi cái thời điểm khó khăn nhất để chứng minh rằng Cyberland Wellness là một tập đoàn mà luôn luôn vươn lên mạnh mẽ trong khủng hoảng. Còn về tin tưởng thì tôi tin tưởng tuyệt đối vào chủ tịch, tin tưởng tuyệt đối vào con đường chúng tôi đi, và tôi tin tưởng vào lớp trẻ Việt Nam, họ sẽ xứng đáng luôn luôn Việt Nam là number one. Và đây mới chỉ là khởi đầu, mới chỉ gọi là máy bay mới cất cánh thôi. Sau 6 năm tôi tin rằng là Việt Nam sẽ có sự bùng nổ dài hơn nữa trong những năm tới, và các bạn sẽ chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ trong 2 tháng tới. Bởi vì ngày hôm nay trong cái buổi chia sẻ trực tiếp này, hình ảnh của chủ tịch, hình ảnh của tất cả các thủ lĩnh sẽ đem lại một cái sức mạnh và một cái cảm hứng mạnh mẽ trong đội ngũ chúng tôi, đúng như một cơn mưa trong mùa hè, và cơn mưa này sẽ nở rộ hoa trong tháng 8, tháng 9 và từ nay đến cuối năm. Xin chúc tất cả và xin cảm ơn tất cả. Vâng, cảm ơn thủ lĩnh quốc gia Phạm Hữu Minh rất là nhiều. Nói đến đây thì hẳn là các bạn đã hiểu ra vì sao CyberWellness Việt Nam chúng tôi lại có cái tình yêu tuyệt vời đến như vậy, không chỉ đối với CyberWellness, đối với cả chủ tịch, đối với cả giám đốc khoa học của chúng ta. Đó chính là được truyền lửa bởi thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hữu Minh của chúng tôi. Xin chúc cho thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Hữu Minh cùng đội ngũ của mình sớm đạt được những danh hiệu cao hơn nữa cùng với CyberWellness Việt Nam. Và điều tuyệt vời thì luôn luôn dành đến cuối cùng. Và đại diện của Việt Nam để lý giải vì sao Việt Nam chúng tôi có được một sự phát triển bùng nổ trong giai đoạn vừa qua, bùng nổ về danh hiệu đến như vậy, thì chắc chắn nó phải đến từ dẫn dắt về mặt tinh thần, về mặt phương pháp của một người. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trương Huy Cường, tôi đến từ Việt Nam. Tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Để có được thành công như ngày hôm nay của cả một tổ chức khổng lồ thì điều đầu tiên đó là cái khí thế. Làm thế nào để mình là một người dẫn đường để truyền cho một đội ngũ luôn luôn có một khí thế hưng hực. Các bạn hình dung nó giống như một đoàn tàu, khi nó nằm trên đường ray thì nó không thể nào lăn qua nổi một viên gạch. Thế nhưng khi nó có khí thế, nó đang chạy với vận tốc 200 km/h rồi thì không có một bức tường nào có thể cản được nó, và nó có thể xuyên qua tất cả. Và để có được một khí thế như vậy thì cần có một hệ thống huấn luyện và đào tạo. Hệ thống huấn luyện đào tạo này chia ra những cấp bậc đào tạo để phát triển con người, để phát triển kinh doanh. Điều đầu tiên mà chúng tôi đào tạo đó là đào tạo sức mạnh vĩ đại của khát vọng. Người Việt Nam chúng ta có trái tim rất lớn, những trái tim, những ước mơ lớn, chinh phục lớn. Và Việt Nam của chúng ta mong muốn được cùng với những thế hệ doanh nhân thuộc các lĩnh vực khác nhau, để sau một thế hệ nữa chúng ta sẽ đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Sức mạnh thứ hai đó là sức mạnh của ý chí. Người Việt Nam đã từng đánh bại quân Nguyên Mông 3 lần. Chúng ta đã từng đánh bại quốc tế Mỹ, đánh bại thực dân Pháp, và không có lý do gì mà ngày hôm nay uống sản phẩm CyberWellness khỏe, được đi chia sẻ lại có tiền mà lại không làm được. Rất là đơn giản thôi đúng không? Uống sản phẩm, khỏe, đi chia sẻ, có tiền. Sức mạnh tiếp theo đó là sức mạnh trí tuệ của người Việt Nam. Người Việt Nam thường đứng trong top đầu thế giới trong các môn trí tuệ như chơi cờ, thi toán, lý, hóa, quốc tế. Và ngành kinh doanh này thì cũng là ngành kinh doanh trí tuệ. Chúng ta đã tập hợp được đội ngũ những con người rất giàu trí tuệ, giàu khát vọng. Chính vì vậy mà chúng ta chia sẻ, đào tạo với nhau các triết lý giáo dục, lấy đạo đức, lấy trí tuệ, lấy nghị lực làm gốc, thì việc phát triển kinh doanh thành công sẽ trở nên đơn giản. Và tôi luôn luôn nói với các đồng đội của mình làm kinh doanh này, khi bước vào Siberia thì mục tiêu đúng đắn nhất chính là trở thành
thủ lĩnh quốc tế. Và khi lên đến thủ lĩnh quốc tế thì lúc đó cuộc chơi mới bắt đầu. Tôi rất là biết ơn và xin cảm ơn tất cả các bạn. Thưa các bạn, đúng là những câu chuyện đầy ấn tượng của các bạn Việt Nam nhỉ. Tôi có thể nói là chương trình của chúng ta đã kéo dài vài tiếng đồng hồ rồi. Thế nhưng có lẽ ai cũng vẫn đầy năng lượng, đầy hứng khởi, đầy động lực. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần được chờ mong nhất sự kiện online ngày hôm nay. Đó là bởi vì là những câu chuyện mà các thủ lĩnh quốc tế vừa chia sẻ với chúng ta lúc nãy, những người thật, việc thật đã truyền cảm hứng cho chúng ta để chúng ta cũng cố gắng đạt được những thành công tương tự. Những câu chuyện đó có thể diễn ra được là nhờ có hai con người đứng đầu tập đoàn Siberian Wellness hùng mạnh của chúng ta, tập đoàn có mặt tại 65 nước trên thế giới này. Có lẽ tôi muốn giới thiệu với mọi người về anh Yuri Gishep trước. Tất nhiên rồi. Bởi vì trong câu chuyện của mình, chúng ta ai cũng thường tâm sự là ban đầu mình đến với công ty là vì sản phẩm. Đầu tiên mình sử dụng sản phẩm đó, thấy tốt, thấy hiệu quả thì mới giới thiệu cho những người xung quanh. Và từ đó mới bắt đầu công việc ở Siberian Wellness. Nhưng tôi cũng có thể nói ngược lại. Đó là tất cả chúng ta đều là những khách hàng, và là những khách hàng được chiều đến hư của công ty. Bởi vì chúng ta luôn luôn muốn có những sản phẩm mới, những sản phẩm sáng tạo. Chúng ta luôn muốn dẫn đầu thị trường. Và để đáp ứng được nhu cầu của chúng ta, nhu cầu của mạng lưới đồ sộ với vô vàn các đối tác, thì chúng ta cần có một người. Đó là anh Yuri Gishep, người phụ trách mảng nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của Siberian Wellness. Nhờ có anh mà hôm nay chúng ta có thể đạt được những kết quả tuyệt vời ngày hôm nay. Bởi vì sản phẩm của chúng ta luôn được chào đón ở tất cả các nước nơi mà Siberian Wellness có mặt. Còn tôi thì chắc chắn là muốn nói đến chị Tatiana rồi. Bởi vì chị Tatiana là chủ tịch công ty. Hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều câu chuyện, nào là thủ lĩnh cao cấp, thủ lĩnh quốc gia, thủ lĩnh vàng, thủ lĩnh kim cương, rồi đến các khoản thưởng, những chiếc xe hơi, những câu chuyện thành công, tất cả đều nhờ có chủ tịch. Tại sao vậy? Tôi tin chắc đến 1000% rằng tất cả mọi tế bào trên người chị Tatiana đều thuộc về Siberia, đều thuộc về Siberian Wellness. Tất cả mọi dây thần kinh của chị đều dành cho việc trăn trở các vấn đề của Siberian Wellness. Chị luôn giữ liên lạc với chúng ta, sẵn sàng đối thoại với chúng ta. Tôi thực sự rất choáng vì một người lại có thể có nhiều năng lực và nhiều nỗ lực dành cho Siberian Wellness đến vậy. Bây giờ các bạn ơi, chúng tôi xin nhường lời lại cho anh Yuri Gishep và chị Tatiana Garakhovskaya. Xin chào, xin mời các anh chị. Xin chào các bạn. Chúng tôi vô cùng tự hào về các thành tựu mà các bạn đã đạt được. Khi chúng tôi được chứng kiến những câu chuyện mà các bạn chia sẻ, những câu chuyện truyền cảm hứng đó khiến cho trái tim của chúng tôi nở hoa. Bởi vì đó chỉ là những điều mà chỉ những người không biết đến từ không thể thì mới có thể làm được. Đó là những điều mà chỉ những người luôn tâm niệm, không gì là không thể mới có thể thực hiện. Chúng tôi đã theo dõi những câu chuyện thành công của các bạn, chúng tôi đã lắng nghe những câu chuyện cảm động mà mọi người chia sẻ. Và tất nhiên là trái tim của chúng tôi cũng nở hoa vui mừng vì những thành công đó. Tôi thường thức là một quan sát viên thầm lặng, theo dõi các sự kiện của Siberian Wellness, ví dụ như là sự kiện diễn ra vào một ngày hè nóng bức như hôm nay. Tôi vẫn tự hỏi, điều gì đang diễn ra thế này? Tại sao công ty lại tăng trưởng được đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái? Tại sao chúng ta lại có thể có thêm được nhiều danh hiệu cấp cao đến như vậy, toàn những danh hiệu khủng? Tại sao nhiều nước lại tăng trưởng được nhiều như vậy? Hôm nay chúng ta đã được nghe câu chuyện của 6 nước khác nhau và chúng ta tự hỏi điều gì đã dễ ra thế này? Hay đây là công ty mới khiến cho mọi người đổ xô đến? Không hề, chẳng bao lâu nữa công ty này đã được 25 năm tuổi rồi. Hay đây là mùa Tết, mùa Noel nên mới có doanh số khủng như vậy chăng? Cũng không phải, đang giữa mùa hè, mùa bán chậm nhất của ngành kinh doanh đa cấp đó. Hay là vì các thủ lĩnh của các công ty đa cấp khác đang kéo nhau về đây? Thì cũng đúng, chúng ta có nhiều thủ lĩnh thật. Nhưng tất cả các nước đều tăng trưởng đồng thời và rất nhanh. Hay là ở nước nào đấy có bối cảnh kinh tế thuận lợi cho công ty hay sao? Cũng không phải, bởi vì 25 thị trường chính của chúng ta đều tăng trưởng đều và chắc như nhau mà. Không phải là do bối cảnh kinh tế thuận lợi của công ty nào đâu, của nước nào đâu. Hay là do kinh tế toàn cầu đang trên đà tăng trưởng tốt? Không hề. Hiện thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng nặng nề nhất thì có.
Vậy mà với tất cả bối cảnh, điều kiện không thuận lợi như vậy, công ty Siberian Wellness vẫn có những kết quả tuyệt vời như này. Vậy thì tại sao? Làm thế nào? Ở đây tôi muốn nhắc đến một câu nói của một nhà đầu tư nổi tiếng, người đã phát ngôn trong cuộc khủng hoảng trước năm 2000, cuộc khủng hoảng năm 2008. Ông nói câu này và nhiều người cũng nhắc lại theo ông, rồi sau đó thì lại quên mất. Thật là đáng tiếc là mọi người đã không nhớ đến câu này của ông. Ông đã nói một cách rất thô, thật đúng kiểu Mỹ. Ông bảo là thủy khủng hoảng như thiều xuống, nó cho ta thấy ai cởi chuồng mà bơi. Và bây giờ chúng ta cũng đang thấy được cuộc khủng hoảng đang làm lộ ra những người đang cởi chuồng mà bơi đây. Chúng ta rút ra được điều ngược lại của câu nói trên. Đó là khủng hoảng giúp chúng ta nhận ra được những giá trị thực thụ, chân giá trị. Khi mọi người thấy chiều rút rồi, những giá trị đích thực đó sẽ còn lại đó. Và họ sẽ tiến tới những giá trị này. Đó là tất cả những gì mà chúng ta đã làm được trong 24 năm qua. Đó chính là những giá trị chính của chúng ta, những giá trị mà bấy lâu nay chúng ta vẫn luôn gìn giữ và nhân lên gấp bội. Bởi vì chúng ta biết rằng đó chính là tài sản lớn nhất của chúng ta. Chính những giá trị đó đã thu hút được mọi người đến với Siberian Wellness. Và tuyệt đại đa số các giá trị này của công ty luôn gia tăng từ năm này qua năm khác. Mỗi khi khủng hoảng, công ty lại tăng thêm 20, 30, 50%, thậm chí là 100%. Bởi vì vào thời điểm khủng hoảng thì người ta càng tìm đến các chân giá trị. Ở công ty Siberian Wellness chúng ta có hai giá trị chủ chốt. Thứ nhất là giá trị con người, chị Tatiana sẽ nói cụ thể hơn về con người. Và thứ hai là về sản phẩm của chúng ta. Sản phẩm mà ngay từ những ngày đầu thành lập công ty sức khỏe Siberia, tên gọi của công ty thời đó, thì đó đã trở thành những giá trị cốt lõi của chúng ta. Ngay từ thời đó chúng ta đã hiểu rất rõ rằng những gì chúng ta giúp chúng ta đứng vững trên thị trường chính là những sản phẩm độc đáo, thú vị, hiệu quả. Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta, của những nhà phát triển sản phẩm của chúng ta đều được tập trung để tạo ra những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất và có tỷ lệ giá thành chất lượng hợp lý nhất. Và trong giai đoạn khủng hoảng thì mọi người thấy được các sản phẩm đó chính là đỉnh núi cao ngất và họ hướng về phía đó. Chúng ta đã được nghe những câu chuyện của các đối tác ở Kazakhstan, ở Uzbekistan, ở Việt Nam, ở các nước khác. Họ nói rằng vào thời điểm khủng hoảng, mọi người lại nhớ đến sức khỏe Siberia, lại nhớ đến Siberian Wellness. Bởi vì trong lúc khủng hoảng thì mọi người đều hướng tới các giá trị đích thực. Và sản phẩm chính là giá trị chủ chốt, giá trị trung tâm, giá trị cốt lõi của chúng ta. Và khi có một người nói với câu hỏi tôi một câu ngu ngốc là trong ngành đa cấp thì bán sản phẩm gì là thế, và tôi luôn bảo họ là thế thì hẹn gặp lại 25 năm nữa nhé, lúc đấy chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Và để kết thúc câu chuyện về sản phẩm của tôi thì tôi xin trích dẫn lời của một nhà đầu tư khác, vì chúng ta đang nói chuyện về khủng hoảng và đầu tư mà. Tôi xin dẫn lời của ông Warren Buffett. Khi đó có người hỏi ông là: thưa ông Buffett, nếu bây giờ ông có tiền thì ông sẽ đầu tư vào đâu? Và ông đã trả lời: thế thì tôi sẽ tiếp tục mua cổ phần của Apple. Thế người ta lại hỏi ông tiếp nào: Apple là công ty đã nổi tiếng từ lâu rồi, đã có mặt trên khắp mọi thị trường rồi. Sản phẩm thì ai cũng biết, dễ sử dụng, không có công nghệ gì đột phá cả. Vậy làm sao mà chúng ta có thể kiếm được tiền nhiều và nhanh chứ hả? Và ông lại trả lời: ừ thì tất nhiên là thế, đúng là ngắn hạn thì khó mà kiếm được nhiều thật. Thế nhưng những người phát triển sản phẩm đó, họ làm ra sản phẩm tuyệt vời và luôn cố gắng cải thiện tiếp. Nên về dài hạn thì chắc chắn là sẽ kiếm được nhiều hơn so với tất cả các dự án khác trong ngành công nghệ. Và bây giờ chúng ta cũng đang thấy được cái hiệu ứng đó ở đây. Khi mà mọi người nhìn vào tập đoàn Siberian Wellness, họ nhìn vào công việc kinh doanh, nhìn vào các sản phẩm, và họ sẽ nói là: à, thì ra là các giá trị của Siberian Wellness nằm ở đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúng ta hiện đang trong một giai đoạn đặc biệt. Trước hết là tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, kính nhờ các đối tác của chúng ta chuyển dùm tới khách hàng của Siberian Wellness lời cảm ơn này, bởi vì chính họ đã biểu quyết cho sản phẩm của Siberian Wellness với những lá phiếu là rúp, là euro, là 5 đồng, là đô la. Bởi vì trong tháng vừa qua doanh số của chúng ta đã tăng 31,36%, đó chính là giá trị to lớn của công ty chúng ta. Như vậy là trong giai đoạn khủng hoảng, mọi người vẫn chọn chúng ta và điều này thực sự là rất quan trọng. Nhờ các bạn hãy cảm ơn khách hàng giúp chúng tôi nhé. Nhưng tôi cần phải nói thêm rằng là dù sản phẩm đặc biệt quan trọng, tiền bạc cũng siêu quan trọng, quan trọng hơn tất cả vẫn là đội ngũ. Quan trọng hơn tất cả vẫn là bạn làm công việc đó cùng với ai, bạn gặp ai hàng ngày, bạn sát cánh bên ai, bạn cùng ai chinh phục các đỉnh cao. Đây thực sự là điều kiện tối quan trọng.
Chúng ta hiện đang cùng nhau làm việc tại một công ty độc nhất vô nhị, công ty của người Siberia, của những người đã phải vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt. Các bạn cũng biết là lịch sử chính là câu chuyện về những người phải vượt khó vượt khổ vươn lên, chứ không phải là những người luôn được thuận buồm xuôi gió. Những con người đã đạt được danh hiệu tuyệt vời của chúng ta cũng vậy. Khi tôi nghe câu chuyện của chị Izumkun thì tôi đã phải chảy nước mắt, bởi vì là các bạn thử đặt mình vào địa vị của chị ấy mà xem, một người phụ nữ trẻ đèo bỏng 3 đứa con thơ lại không tự mình di chuyển được do sự cố y khoa, vậy mà bây giờ chị ấy đã có đến 3 chiếc xe hơi theo chương trình xe hơi của công ty. Chị ấy đã đạt được danh hiệu thủ lĩnh quốc gia, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Hay là câu chuyện của anh Trương Huy Cường, anh đã nhiều lần phải cắm xe. Câu chuyện này chắc là người Việt Nam nào, bạn Việt Nam nào cũng biết rồi đúng không? Anh đã phải cắm xe để có tiền đi lại, để mong xây dựng sự nghiệp, và anh đã rõ ràng là đã phải vượt qua khó khăn rất lớn để có được thành công ngày hôm nay. Tôi có thể kể thuộc lòng từng câu chuyện của mỗi người, vì đó đều là những câu chuyện vô giá, ghi dấu ấn sâu sắc trong tâm khảm người nghe. Đặc điểm của công ty của chúng ta đó là người Siberia chúng ta ai cũng là những người vượt khó vượt khổ để đạt được những thành tựu to lớn ngày nay. Điều đó đã trở thành văn hóa công ty rồi. Ngay từ những ngày đầu tiên đã vậy, ngay cả những ngày đầu tiên chúng tôi thành lập công ty thì mọi người ai cũng bảo chúng tôi là điều này không thể nào làm được, sao mà làm được. Thế nhưng chúng tôi đã đáp lại được là không có gì là không thể cả. Hồi đầu năm 2000, đầu những năm 2000 chúng tôi chuẩn bị thay đổi chiến lược marketing, chúng tôi mở rộng công ty, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không muốn bó hẹp trong phạm vi nước Nga mà muốn vươn lên tầm quốc tế, và chúng tôi đã phải cập nhật, phải nâng khớp sản phẩm rất nhiều để có thể có hấp dẫn hơn. Chúng tôi đã phải thay đổi gần như là toàn bộ chiến lược marketing. Và tôi nhớ là khi đó tôi viết lại chiến lược đó thì những người đồng nghiệp mà làm từ những ngày đầu bây giờ chắc là vẫn nhớ, khi đó là danh hiệu thủ lĩnh quốc gia mới được đưa vào thôi. Tôi nhớ là lúc đấy tôi đã đưa chiếc Mercedes vào và nhiều người đã bảo chúng tôi là điều là điều bất khả thi. Sao lại có một người hàng thứ nhất của công ty đã nói là không có gì là không thể cả. Đó là một người phụ nữ, mẹ của cô bạn của tôi, người mà tôi đã mời tham gia mạng lưới đa cấp của mình từ những ngày đầu tiên. Bác ấy bây giờ đã về hưu rồi, về hưu ở Siberian Wellness với mức lương hưu rất khủng. Bác ấy đã bảo không có gì là không thể cả, và cuối cùng bác ấy đã nhận được chiếc Mercedes đó. Bác ấy không phải là người siêu cao thủ trong lĩnh vực đa cấp đâu, bác ấy chỉ làm đa cấp ở công ty Siberia của chúng ta thôi. Thế nhưng bác ấy đã nhận được chiếc Mercedes và mọi người tiếp theo cũng ồ ạt mở ra các danh hiệu sau bác ấy. Đều là những danh hiệu thủ lĩnh quốc gia và đều nhận được chiếc Mercedes, những chiếc Mercedes khác. Và số lượng Mercedes nhiều quá đến mức mà chúng tôi hiểu rằng là quy mô đó vẫn chưa là đủ, cần phải tiếp tục gia tăng các danh hiệu cao hơn nữa. Và chúng tôi lại đưa thêm một cấp nữa vào và bắt đầu xuất hiện phần thưởng là biệt thự ven biển. Khi đó vẫn có những người nói là điều đó không thể, nhưng vẫn có một người tuyên bố là không có gì là không thể cả. Đó là chị Natasha Rubinskaya, một thủ lĩnh xinh đẹp của chúng ta. Khi đó chị đang ở cấp BT 10.000. Và sau 4 năm chị đã đạt được cấp bậc cao nhất của công ty. Chị đã nhận tất cả các khoản thưởng của công ty đưa ra. Chị tiếp tục xây dựng sự nghiệp sáng chói của mình. Và năm nay chúng ta có thêm ít nhất là 3 thủ lĩnh quốc tế nữa. Như vậy có nghĩa là đã đến lúc phải đưa thêm một cấp bậc nữa vào trên cấp thủ lĩnh quốc tế. Có nghĩa là sẽ có phần thưởng với 6 con số 0 bằng đô la. Và đó sẽ là những phần thưởng cực kỳ lớn, cực lớn. Và sẽ lại có những người nói là điều này là không thể nào. Thế nhưng mà cũng sẽ có những người nói là không có gì là không thể cả. Tôi biết là những người nói cái câu không gì là không thể này chính là những người hiện đang theo dõi chương trình của chúng ta đây. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ đạt được tất cả những gì các bạn muốn. Tôi mong rằng các bạn luôn tự tin vào bản thân mình. Tôi mong các bạn luôn tập trung vào một nhiệm vụ chính, và khi đó sẽ không có gì là không thể cả. Chúng tôi yêu các bạn, chúng tôi rất mong sớm được trực tiếp gặp mặt các bạn. Các bạn không thể hình dung được là chúng tôi nhớ các bạn đến mức nào đâu. Và chúng tôi luôn vô cùng chờ mong cuộc gặp tại sự kiện kỷ niệm sắp tới. Cho dù có chuyện gì diễn ra trên thế giới này đi chăng nữa, thì các bạn vẫn có thể chắc chắn một điều rằng ở Siberian Wellness chúng ta luôn sát cánh bên nhau. Xin cảm ơn mọi người. Мы вместе. Спасибо, команда.